Ở cái màu son đẹp cơ. Thơm. Phơ phơ. Hít xuống một phép này. Con này là trùm hít luôn. Ây dồi, thông lên tao mũi luôn á. Hả? Con mua chứ ở đâu. Ấy con bán mà. Ở bên Thái nó hết chứ. Bên Thái nó hết lắm. Nó con thấy nó bán rõ luôn á. Cái con còn lấy mà. Mấy chị ai mua đồng hồ mà đưa dùng cho. Thôi cái này thì không dám nhận order. Này mà nhận order thôi á. Cái gì tao còn có thể thấy là được chứ, cái này mà nhận order thôi á. Muốn 1.7 tỷ bán 1.6 tỷ. Hello mấy chị. Em có hai cặp em bé mà tôi nói đỡ gì mà đỡ. À, chị nào ân không em bán rẻ luôn. Cái cặp này á, mua vô 160, 170 gì một cái. Giờ cái cặp em bé đi học nè. Cái chị nào có con nhỏ không? Em để rẻ lại luôn mấy chị ơi. Bánh rồi nhé, nhanh quá dễ hở, cảm ơn anh. Rồi này mấy chị ơi, em có hai cái cặp xanh với cái cặp hồng. Chị nào ân mua cho con mang đi học mấy chị lụm giùm em luôn đi. Một cái cặp xanh, một cái cặp hồng. Em xả cho mấy chị luôn 70 luôn. Hồi đợt em mua 100, quên em bán 195 luôn mấy chị nha. Cái này là em bán 195 á. Bây giờ em xả luôn 70 cho mấy chị, ba lô chống gù cho bé này. Nha mấy chị nha. 70 chị nó ân lụm kiều. Nha mấy chị có hai cái à, cái ba lô xanh với lại cái ba lô hồng. Có hai cái của em bé, còn có hai cái thôi em xả rẻ luôn nha mọi người ơi. Còn có hai cái thôi nha mấy chị nha. Chị nào ân ủng hộ em cho nó diệt luôn nha mấy chị. 70 ân xanh lấy xanh, ân hồng lấy hồng. Nha mấy chị, cái này thì nên cho bé gái thôi, cái này bé trai không có hợp nha mấy chị. Cái này cho bé gái ha. Này chết rồi. Chết rồi mấy chị ơi. Để nó bị dơ dơ rồi mọi người ơi, nó bị dơ rồi. Nó bị dơ chút xíu rồi mấy chị mua gì mấy chị giặt giúp em nha. Nè. Nó bị dơ dơ chút xíu Hồng Ngọc ơi, nó bị dơ dơ. Do để ngoài nè. Để ngoài nè, nó bị dơ dơ chút xíu rồi có lấy được ông Hồng Ngọc. Nè. Nè nè, nó bị dơ chút xíu được ông Hồng Ngọc ơi, nè. Nè nó bị dơ chút xíu rồi. Nè nó cũng bị dơ chút xíu rồi có lấy được ông Hồng Ngọc. Lấy được không 70 rẻ lắm, em bán 190 rồi mà. Được không chị ơi? Được không Hồng Ngọc ơi? Ok, đi rẻ quá trời luôn rồi, lỗ lắm. 70.000 là lỗ dữ lắm. Lỗ một cái tới 100 mấy luôn mà. Được không Hồng Ngọc ơi, được không? Ok lại giùm nha, để biết mã nha. Đó. Hả? Hả? Ô không được ông mấy. Ủa không không được mấy chị ơi, em bán lỗ rồi. Em nói trước mấy chị nó hơi dính dơ dơ chút xíu. 70 chị nào lấy lên đơn giùm em nha. Chị nào ơn thì ghi cho em lại đi. Xanh dơ 70, hồng dơ 70 nha mấy chị. Nó không có liên quan gì trơn luôn mọi người ơi. Thôi nha mấy chị nha. Rồi chị nào ơn ghi cho em. Nó tại vì em để ngoài á, em không bỏ trong bọc á. Chứ em bỏ trong bọc rồi thì nó chị nó kỹ. Một xanh, một hồng. Rồi chị Nguyễn Thúy hai cái luôn. Ok chị Nguyễn Thúy một xanh một hồng luôn, 70 luôn. 70.000 cái, hai cái 140, bình thường em mua một cái đã là 165, 175.000 giá sỉ rồi. Bây giờ họ là bây giờ họ em bán mấy chị có 70.000 à, em lỗ lắm rồi mấy chị. Em lỗ rồi. Rồi em hết rồi nha mấy chị nha, chị Nguyễn Thúy lấy hai cái rồi em mua hết luôn rồi. Có hai cái rồi nha mọi người. Chứ bán lỗ quá trời luôn á. Em hàng này em bán lỗ lắm. Hàng này là hàng nhập của Quảng Châu á mấy chị, chứ không phải hàng xưởng của Việt Nam mình đâu. Ở trước em bán 195.000 cái không à. Rồi nha mấy chị nha, bây giờ em bán áo nha mấy chị. Bây giờ em bán áo xả hàng nha. Xả áo nha mấy chị. Heo à, mày leo lên mày lấy cho chị ít quá người thì xả đi. Áo à, thôi đưa xả áo. Chán mày quá. Không có cặp màu giáo. Nó bị tin nhắn sao tao không thấy comment nè. Và bây giờ em xả nha mấy chị nha, tầm nào xả đó nha mấy chị ơi. Tầm nào xả cái đó nha mấy chị nha. Không có nha chị Thúy Phượng ơi, không có đâu chị ơi. Ok Vivi, hai chị tham mắc này còn thuốc bao tử còn nha, Phan Cẩm Mơ ơi còn nha.
con nha mấy chị nha. Em có sữa rửa mặt rồi mà chị Thúy Ngân Đặng, 135 ngàn. Ô em còn kêu chị giảm một nửa nữa, nghĩ 70 em kêu chị giảm nữa còn có 35 ngàn à. Thôi cái cặp đó mà chị bán 35 ngàn lỗ lắm, không chị cho con cho cháu mang chứ giờ bán. Chị bán cho em kêu hả, cái cặp chị đã nói rồi có 70 ngàn rất là rẻ, em còn kêu chị hả giảm một nửa tiền nữa đi. Trời ơi tội nghiệp chị chó, chị đã lỗ gần cả trăm, hơn cả trăm ngàn rồi, cả trăm ngàn cái rồi mà bây giờ hả em còn kêu chị giảm có 70 ngàn thì chị bán rẻ rồi. Ồ thôi không được em ơi, không được, chị không thích vậy, tại hồi giờ chị không có vậy, chị là một là một à, chị đọc cái giá đó được thì lại tại vì nó lỗ tới một nửa luôn rồi mà. Nó dính có chút xíu thôi mà em kêu chị giảm cho em tới nữa. Chị đường là chị xả, chị nhắm là chị xả lỗ, là chị xả lỗ thôi chứ. Rồi mấy chị nha. À chị đâu biết không, vậy thì sale cho chị, bán cho chị khác rồi. Rồi mấy chị nha, hết rồi mọi người ơi, hết rồi. Rồi nha mấy chị nha. Clear men không em, còn chị clear men 135 ngàn, cái chị clear men 135 ngàn nha. Hết rồi chị ơi, áo siêu bao nhiêu áo nào chị, áo em đặt thế nào like cái đó chứ không có liên quan nha mấy chị nha. Cầm thế nào like cái đó. Trời ơi áo hơ cúc hàng của Bina dùm cho em nha mấy chị nha. Em xả cho mấy chị luôn, con này còn 65 ngàn, là từ 55 kg cho tới 62 kg dùm cho em. Chị nào ơn ghi cho em mã kem 65 ngàn cái luôn, mã kem này hàng của Bina nha, chất không đẹp không lấy tiền luôn. Hàng của Bina nha mấy chị nha, chất rất là đẹp luôn. Hàng của Bina nha mấy chị nha, mấy cái màu áo của hàng Bina là chất đẹp lắm nha mấy chị nha. Dạ em mới mua ở chị. Rồi ghi dùm cho em là mã kem từ 55 cho tới 62 nha mấy chị nha. Hết rồi em ơi, không, chị ơi lên Thu Thơ ơi, hết rồi, không còn cái nào luôn á. Ba lô có hai cái rồi mọi người à, hết rồi, chị Thúy Diễm, Diễm Thúy gì đó, Thúy gì? Diễm Thúy chị lấy hết luôn rồi. Rồi mấy chị nha, màu kem chắc đẹp lắm, 55 kg cho tới 62 kg xả mấy chị luôn, còn 65 ngàn. Chị nào ơn lên cho em mã xám nha mấy chị, mã xám nha, chị có mang đi đâu cần áo trắng không? Đẹp á. Bà, cái mẫu đó con cái. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em, chị Nguyễn Hà kem hả? Lên số ký cho ta. Chị Nguyễn Hà ơi lên số ký, chị Nguyễn Hà lên số ký giùm em nha. Mấy chị nào cần lên giùm em. Ôi mấy chị lên giùm em xanh số ký. Không có bán áo phía sau. Mọi người ơi, áo phía sau không bán nha. Áo phía sau em không bán nha mấy chị nha. Áo phía sau bán cất cái em chứ thấy cứ mờ là bắt đầu là hỏi á. Rồi nha mấy chị nha. Đây nha mọi người ơi, hết rồi mấy chị ơi, xanh rêu co giãn, áo thun ôm xanh rêu, 40 kg cho tới 52 kg. Mẫu này em hay mặc nè, mẫu này là em cực kỳ hay mặc luôn. Xả mấy chị 49, ghi cho em xanh 49, nhớ lên số ký giùm em, xanh 49k luôn, xanh 49k luôn, chắc đẹp lắm nha mấy chị nha. 40 kg cho tới 52 kg, xanh rêu 40 kg tới 52 kg, 49k. Chị nào ơn xanh rêu lên cho em xanh rêu nha mấy chị nào ơn xanh rêu lên cho em xanh rêu. Rồi nha mấy chị nha, xanh 52 cho Thúy Nguyễn em, xanh 52 cho Thúy Nguyễn. Rồi màu vàng, trời ơi đẹp dữ ơi trời, vàng 40 kg tới 52, vàng 40 kg cho tới 52, 49 chết đi. Ê uổng quá mấy ơi. Vàng 40 kg cho tới 52, 49 ngàn. Chị nào lấy vàng lên vàng, chị nào lấy vàng lên vàng giùm em. 40 kg tới 52, chị nào lấy vàng lên vàng. Vàng mấy chị 40 kg tới 52. Vàng 52 cho VV em, vàng 52 cho VV. Rồi hàng này là hàng xuất mấy chị nha. Hàng này hàng xuất siêu phẩm luôn. Mấy bà coi giùm em hàng xuất siêu phẩm này. U là trời, coi này mấy chị, con cá sấu nè. Ở bên trong này mấy chị coi giùm em nè, nó có tem hàng xuất luôn nha mấy chị nha. Đen nha mấy chị ơi, đen 52 kg cho tới 60 kg xả mấy chị luôn, 95 ngàn. Con này không nhức cái nách mấy bà không lấy tiền. Này mấy chị coi giùm em nè, thấy chưa? Này mấy chị coi giùm em nha mấy chị nha, coi giùm em nè mọi người ơi. Nha mấy chị đen, nha mấy chị cá sấu đen hàng xuất giùm cho em, coi bên thẻ bên trong nè. Con này mấy bà đi rồi chỗ khác 300 mấy ngàn cái luôn. Bây giờ em còn con cái à, xả luôn 95 ngàn. Chị nào ơn ơi chị em đen 52 kg cho tới 60 kg, 95 ngàn. Đen 95k cho Tuyền Nguyễn. Lên số ký nha, lên số ký nha. Mấy chị ơi đặt hàng nhớ lên số ký giùm em nha. Rồi cái con hàng xuất này nữa đâu heo, cái con hàng xuất này chị để riêng đâu rồi, chết đi. Cái con thực phẩm hàng xuất chị nào đã biết cái con này rồi, cái con thực phẩm hàng xuất nha mấy chị nha.
Con cực phẩm hàng xúc này. Con cực phẩm hàng xúc 3 lít ca. 3 lít ca này mấy chị, 3 lít ca này. Lít đi ổn quá mấy ơi, hàng xúc này. Hàng xúc ổn quá mấy chị ơi, con hàng xúc này trời ơi cực phẩm luôn. Hết rồi mấy chị. Đây nha mấy chị nha, con hàng xúc này mấy chị ơi, cứ cho em 3 lít ca trời ơi. Mấy bà coi bên trong này, mấy bà coi bên trong giùm em này. Nè mấy chị, nó cùng lứa với lại cái thằng cái thằng cá sấu á. Hàng xúc này nha mấy chị nha, màu đen từ 50 kg cho tới từ từ nha mấy chị, 50 kg cho tới 68 kg. Mấy chị đặt hàng lên cái size giùm em. 50 kg tới 68 kg. 52 kg tới 68 kg nha mấy chị nha. 52 kg tới 68 kg, chị nào ơn hàng lên cho em là đen 3 lít ca nha mấy chị nha. Một hũ cao gừng ok chị Thúy Ngân Đặng ạ. À. Đen 60 kg hả? Đen nào vậy? Đen 60 kg hả? Đen 60 kg này em. Đen 3 lít ca này 60 kg này. Cho chị gạo gạo này 95 ngàn. Đủ size nha mấy chị. Em còn là 52 kg cho tới 60 kg. Và ở lột 52 kg cho tới 68 kg luôn nha mấy chị. Đúng rồi. Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi. Nha mấy chị. Hết rồi nha chị ơi. Cá sấu không còn hàng đâu. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy giùm em 3 lít ca 68 kg 95 cho chị thu thơ luôn. Đi đẹp quá. Rồi em còn một cái 50 kg cho tới 63 kg giùm cho em. 52 kg tới 63 kg. Em còn từ 52 kg tới 63 kg, đủ size em còn được 2 size. Chị nào lấy lên đơn giùm em nha mấy chị nha. Gửi chị em đen có 95 ngàn mấy bà ơi. Vậy. Rẻ quá trời ơi, 95 ngàn à. Hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi cho mấy chị nha. Đen không có 3 ít đâu chị. Rồi, đen 5263. Nguyễn Tươi ơi, 2 size. Chị lấy cái 52, cái 63 đúng không Nguyễn Tươi? Là chị lấy một cái 52, một cái 63 hả? Tại vì em nói là hàng nó có size. Loại này hàng xuất này nó có size. Một cái 52, một cái 63 hả chị? Rồi heo heo heo. Cái lô hàng xúc của nó chị đâu rồi? Cái lô hàng xúc con gấu của chị đâu rồi? Rồi chị bán tiêu luôn. Cái lô hàng xúc con gấu á. Thăm nách 97 ngàn luôn em ơi. Rồi nha mấy chị nha. Chị Tươi Nguyễn ơi, chị ghi lại giùm em đi chị. Chị ghi lại giúp em nha. Hoa kim từ từ chị ơi, chị Tươi Nguyễn là chị lấy hai cái hả? Không, chị lấy 63 hả? Vậy đưa chị cái 63, em còn đúng rồi. Em còn cái từ 52 kg cho tới 60 kg. Em còn cái từ 52 cho tới 60, chị nào lấy lên giùm em. Nha mấy chị nha. Chị Nguyễn Hằng ơi, hết rồi chị ơi. Chị còn 58 hả? Chị lấy 58 không? 63 hết chị. Em còn cái từ 58, chị lấy không? Chị lấy không chị ơi? Em còn cái 58 thôi nha chị Nguyễn Hằng. Hết rồi mấy chị ơi. Ôi. Còn con cái thôi chị ơi. Còn con cái thôi nha. Ê, đó, mày theo. Dưới cái quần. Thò tay vô. Ở phía dưới. Rồi, ở phía, đó, đúng. Ở dưới bên đây, đó, đúng rồi. Cục đó, đúng rồi. Hai hộp ba chi. Gai rất là tôi dễ lắm. Rồi, mấy chị nha, dặn con ba chi. Có đâu coi chị. Có hàng nữa đâu coi. Rồi em di chuyển qua cho chị khác đi. Mấy chị ơi đen em còn đâu rồi? Đây đen em còn cả cho mấy chị nha. Dạ ok chị. Đen em còn 52 kg tới 60 kg. Chị nào ơn đen lên đen giùm em 3 lít ca đen. 52 tới 60 kg. Chị nào ơn đen lên giùm em đen 3 lít ca đen. 52 cho tới 52 cho tới 60 kg nha mấy chị nha. 52 cho tới 60 kg nha mấy chị nha. Ba thăm nách. Chị ơi thăm nách bữa nay sale còn 87 chị ơi. Thăm nách sale còn 87 chứ không phải 97 nha chị nha. Rồi nha mấy chị nào lại lên đơn giùm em ha. Rồi em lên tiếp áo gấu nha mấy chị nha. Con nào cột mà thông minh vậy. Đồ cột mà không có cái máu rút luôn á. Em còn á chị Trần Ngọc của Thái 185 ngàn chị. Thông minh quá. Thôi mình rút cái về đi. Rồi em có chị nha. 3 lít ca 57 cho chị Tuyết Vân. Chị 57 cho chị Tuyết Vân. Rồi em lên con gấu cho mấy chị nha. Cho em hỏi thuốc khớp bao nhiêu một vỉ? 17 ngàn một vỉ em ơi. Gì? 3XK là gì chị? Không có chị ơi, không có đâu chị.
không có 3XK, 3X, 4K gì hết trơn á. Rồi, bây giờ em lên cho mấy chị con gấu này nè. Không đẹp, không lấy tiền luôn. Con gấu hàng xuất nha mấy chị nha. Con gấu hàng xuất. Con gấu hàng xuất. Con gấu hàng xuất nha mấy chị. Rồi, lên cho mấy chị con gấu hàng xuất nha mấy chị nha. Con gấu hàng xuất giùm cho em. Con gấu hàng xuất nè mấy chị. Ô là trời, của Adidas luôn, dễ thương xỉu. Em có size là từ 63kg cho tới 73kg giùm cho em. Ô là trời ơi, 63kg tới 73kg, trong khi đó nó có size cho nên mới chế lấy size lên. Bố lộn mới chế lên số ký em lấy size nha. Và hai set rửa mặt 2A, ok chị Trần Ngọc nè. Rồi nha mấy chị nha, cho chị 6 hũ thăm nách và ok chị 5 vị thuốc khớp và ok chị luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Chị lấy nguyên lắp đi, chị lấy nguyên lắp có 159 ngàn à. Tính ra là có mười mấy ngàn, 12, 11 ngàn mấy, có 12 ngàn vị cho mấy. Chị lấy nguyên một lóc á là chị lợi hơn rất là nhiều. Rồi nha mấy chị nha, trời ơi, chưa chị ơi, có máy xăm tinh dầu về không có chị, ở bên Thái nó có đầy luôn á mà em không có gom á chị. Rồi nha mấy chị nha, ba vị thuốc khớp ok chị luôn, hai hũ thăm nách ok chị luôn, dép mà A dày OA còn, em còn hết nha chị Thủy Trinh Thái ơi, còn hết nha chị nha. À, dép mà A cũng còn, mà dày OA em cũng còn luôn, trời ơi, con gấu 73kg em cho chị Mai Trâm, cho chị Mai Trâm 73kg nè. Cô gái bướm còn luôn, cô gái bướm còn luôn, á lộn, mã này xả luôn, 95 ngàn mấy bà ô, coi nè, nó có tem hàng xuất hết, ở bên trong, bên hông áo này mấy chị, có tem hàng xuất hết, nha mọi người ơi, con này hàng đẹp lắm, rồi mấy chị, áo gấu em có không có size nhỏ em ơi, 63kg cho tới 73kg đủ size, ở bên trong nó có mấy chị, coi này, hàng xuất này 95 ngàn thôi nha mấy chị. Bách chi giảm cân là 145 ngàn nha Vi Thanh ơi. Rồi nha mấy chị nào lấy lên đơn giùm cho em áo gấu, chị nào ưng gấu lên gấu giùm em. Chị nào ưng gấu lên gấu giùm em. Nha mấy chị nha, chị nào ưng gấu lên gấu giùm em ha. Chị đặt hàng thì chị cứ lên chứ bây giờ em không khui hàng ra nữa đâu chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em gấu, chị nào ưng gấu lên gấu giùm em. Nha mấy chị nha. M áo 3D size M thì là... không chị ơi. Cái vậy chị lấy, cứ lấy 73kg đi chị. Size lớn nhất là tới 73kg thôi. Trời, áo gấu 70kg cho Hạnh Lê luôn, 70kg cho Hạnh Lê nè. Rồi chị nào ân lên giùm em ạ. Áo gấu nha mấy chị nha, đẹp muốn tốt. Rồi 73kg cho chị Phương Thủy Nguyễn luôn, Phương Thủy Nguyễn luôn. Rồi mấy chị nha, dép nam quay hậu không chị? Không có em, không có dép nam quay hậu nha. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm em nha mấy chị nha. Gấu em có size là từ 70kg cho chị Phương Hồ luôn, 70kg cho chị Phương Hồ luôn. Rồi nha mấy chị, em có size này mấy chị ơi, 63kg cho tới 73kg, bao nhiêu he? Có 95 ngàn à. Trời ơi, rẻ gớt nước mắt. Trời ơi, rẻ lắm luôn. Mà chất dày dặn lắm nha mấy chị nha. Vậy lấy, dạ ok chị. Chị, hai áo gấu 70 còn không em? Hai gấu 70 còn không? Em mới lụm ra đúng không? Hai gấu 70 ok luôn. Má ơi, nó đẹp. Trời ơi, hai vị bao tử. Hai vị bao tử. Hai áo gấu 70 về lấy một lắp thuốc khớp. Rồi chị Nguyễn Ngọc Viện một cái 63, một hộp bách chi cho Vi Thanh. 56 không có nha Hạnh Trần ơi. Hạnh Trần 56 không có. Rồi chị Thu Hoài áo gấu 70. Thu Hoài áo gấu 70. Rồi em còn 63kg cho tới 6 áo gấu cho chị Oanh Nguyễn luôn, 63kg luôn. Bây giờ áo gấu em còn là 63kg. 63kg cho tới 67kg thôi nha mọi người, 63 tới 67 thôi. Chị nào ân lên giùm em ạ. Em còn gấu 63 tới 67 nghỉ đi mấy bà ơi, có 95 ngàn nó rẻ muốn chết luôn. Có 95 ngàn cái à. Rồi mấy chị nha, còn màu đen nữa nè mấy chị. Màu đen em còn là 68 cho tới 73. Rồi nha mấy chị, em còn màu đen này. Màu đen em còn 68 cho tới 73. Chị nào ân gấu đen lên giùm em gấu đen nha. Gấu đen 68 cho tới 73, chị nào ân lên giùm em ạ. 68 cho tới 73, chị nào ân gấu đen lên cho em gấu đen. Một gấu 65 cho chị Nguyễn Thị Ngọc Hiền này, gấu trắng nè. Gấu đen em có size là 68 cho tới 73. Chị nào ân đen lên đen giùm em nha mấy chị nha. Chị nào ân đen lên đen giùm em ạ. Cái này em ship nó bị nhăn này. 68 tới 73, chị nào ân đen lên đen giùm em. Gấu đen 68 cho tới 73, chị nào ân đen lên đen giùm em. 68 tới 73 mấy chị nha. Xả mấy chị luôn, 95 ngàn. Rẻ rề luôn. Rẻ rề luôn. Rồi nha mấy chị nào lấy lên đơn giùm em ha.
Rồi nha mấy chị nha, không 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 có nha chị, nhờ Xuân ơi mấy cái đó em không có rồi chị à. Rồi mấy chị nha, sáp hoa đẹp, ok lon tông luôn. Rồi mấy chị, không bữa nay không like nha Phạm Hằng ơi, bữa nay không like chứ ơi, không like. Ngày mai em đi Thái mọi người ơi, có gì em qua Thái em like luôn. Trúc Ly Nguyễn 75 luôn, gấu đen 70 cho Thu Hoài luôn em. À 73, Trúc Ly Nguyễn 73, Nguyễn Thu Hoài 70, rồi hai chị luôn hai cái. Rồi đúng rồi, rồi nha mấy chị nha, gấu đen 73 cho chế tôi Nguyễn luôn, rồi hết luôn. Rồi hết luôn, rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm em ạ. Bây giờ bóc nào xả đó mấy chị nha. Cái Thái này luôn đi, thêm một gấu đen 70kg. Cái Thái này còn có hai cái nè mấy chị, áo của dòng Chanel Adidas nè, của thằng Adidas nè, 75 tới 90kg của thằng Chanel, xả luôn 95.000 luôn. Cái này xả lỗ mấy chị, nó còn cá hai cái à, xả lỗ luôn. Chị nào ơn cư cho em cái con Chanel, cái này là áo Thái nè, áo Thái như phía sau em nè, áo Thái của cái thằng Chanel á mấy chị, Chanel của Adidas nè mọi người. Cái này là Thái nha. Rồi chị nào ơn cái con Chanel 75kg cho tới 75kg mới nhận dép chiếu. Trời ơi gì dép gì ông, ồ xanh năm chiếu. I love you Trương Thị Nghiệt. Nhưng mà xanh nan nha, mình phép bắt bị nhầm rồi. Hồng hoa 90kg nè, rồi Nguyễn Hồng 75kg luôn. Rồi xong hai cái. Rồi nha mấy chị nha, bỏ lại đây chị nữa. Biết yêu, yêu quái, yêu quý. Rồi nha mấy chị nha, hết. Em không có tay dài chứ ơi. Rồi cái áo này nè mấy chị, áo Thái nè. Trời ơi em có con mà cứ mấy bà cứ hỏi miết 40kg cho tới 50kg. Chị nào ơn xanh lên xanh giùm em xả 95.000. Chế mai trăm ơi em hết rồi, để em bóc cái khác nha, em bóc cái khác có chứ không hộ em nha. Hết rồi. Rồi nha mấy chị nha. Ờ gì quên rồi. Tim xanh của Thái luôn, chất nó của Adidas luôn mấy chị, 95.000. 40kg tới 50kg 95.000, rất là đẹp luôn. Này mấy chị của Thái nè. Này mấy chị, cái này của Thái nha, 95.000. Trời ơi chất đẹp lắm, chị nó ân lên giùm em 95.000. Gửi cho em xanh tim 95.000. Mấy chị cái này nè, em mua em Minh Thái em mua cái hàng xanh 45 hả? Xanh 45 cho chị Minh Huyền, em xanh 45 cho chị Minh Huyền. Này mấy chị, cái này của Thái nè. Này mấy chị, cái này nè mấy chị, nó hơi ố ố chút xíu, nhưng mà em không biết là cái kiểu nó dãy hay là sao, em cũng chả biết nữa. Chế nó ủng hộ em luôn nha. Cái này mấy chị mua cho chồng mặc 68 cho tới 67 cho tới 67 cho tới 73kg. 67 cho tới 73kg, em xả con này 75.000 luôn. Áo Thái nè mấy chị. Áo Thái nè. Áo Thái nha mấy chị nha, 73kg em hết xanh rồi mấy chị ơi. Cái đó 95, còn cái này 73 nè. 73 75 luôn, 75 luôn. 6 75 chị Thái Vũ ơi, bao nhiêu ký vậy chị? Cái này á là cỡ tầm 68 cho tới 73 nha chị nhé. Nó to nha chị, cái này nó to nè, cái này cho nam này, hơi to nha chị nha. Cái này to nha chị nha. Nha chị Thái Vũ, Thúy Vũ nè em. Rồi, đâu rồi mấy ly? Không, cái này là của ổng nè. Sao tại sao không kêu ổng lấy mà phải bỏ qua cho ổng? Đây nha mấy chị nha. Dạ ok chị. Này gì? Đây nha mấy chị, Thúy Vũ lên số điện thoại giùm em ha. Ô cái này là đẹp nè em, nó có bị cái mỗi cái đó em ơi. Rồi còn cái này nha mấy chị ơi. Ê đẹp quá vậy. Còn cái này nha mấy chị nha, cái này cho nữ mình nè mấy chị. 50kg cho tới 60kg, 50 cho tới 58 đi. 50 tới 58 nha mấy chị nha. 50 tới 58 em xả con này 85 luôn. Chị ơi em hỏi chị Mai Trâm ơi, con này em có 50 tới 58 xả luôn 85. Chị nào ơn lên giùm em ạ. Ghi giùm em là cái này là lá cờ phóng mấy chị. Lá cờ đúng không? Rồi mấy chị ơi đen, biết không mà gật đầu vậy. Hỏi cái gật đầu vậy. Rồi nha mấy chị nha, đen xả luôn 85.000, con này có được hai cái. Nha mấy chị nha, em hết. Em hết cho chị Ngọc Hiền ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. Chị nào lấy lên đơn giùm em nha. Gấu đen nè, gấu đen. Hả? Ủa cái chị đó thì chưa trao số điện thoại hả em?
chưa trao số chốt lại cho chị khác đi. Chị Thúy Vũ chị không có trao số, em chốt cho chị khác nha. Cờ đen 85 chị lên số ký như Kiều Trang. Rồi Hạnh Lê, Hạnh Lê lên giùm em số ký luôn. Cái đó 73 ký cho chế Mai Trâm. À vậy chốt của chị Mai Trâm, chị Thủy Vũ không trao số, chốt của chị Mai Trâm. Nè mấy chị, ủa à, Hằng Lê lên số ký nè, Kiều Trang lên số ký nè, không lên số ký đâu chốt được. 85.000 cái em. À, Hạnh Lê với lại Hằng Lê với Kiều Trang mà không ai lên số ký hết trơn luôn á. Ra nha mấy chị, gì 73 ký hả? 73 ký đâu có vừa. 70 không có nha Ngọc Ngọc ơi, vậy không có chốt em. Ủa mấy bạn nghe em kỹ giùm em cái, trời đen mấy chị, bà đặt hàng của bà không lên số ký thì ác, đưa em cho con cái này. Kiều Trang 60 ký chốt cho Kiều Trang em. Rồi nha mấy chị nha. Mấy chị ơi đặt hàng không lên số ký thì sao chốt được. Ủa đặt hàng lên số ký sao chốt mấy chị. Không có nha Ngân Kim ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em. Hóa hóa rồi mấy chị. Rồi nha mấy chị nha. Cái cờ đen này mấy chị. À, gấu đen 73 mình còn không? Hết rồi. Hết rồi chị. Cái gấu đen này em còn là 52 cho tới 60 kg à. Gấu đen em còn 52 tới 60 kg nha mấy chị, 95.000 gấu đen ha. Rồi nha mấy chị nha, cờ Thái thì em có xài là cái này nó chị 52. 50 kg cho tới 60 kg thôi. Cho chị Danh Nguyễn em chốt cho chị Danh Nguyễn. Ủa gấu đen hả? Gấu đen 52 chứ không có 50. Gấu đen không có 50 em. 54 cho chị Tiên Tiên Nguyễn. Rồi gấu đen 53 cho VV này. Rồi em lấy cái áo cờ đó cho chị Tin Tin Nhiễm đi. Tin Tin Nhiễm thị đi. Ủa sao lười like dữ vậy? Lười nhá không? Thôi nè. Thấy không cái màu hồng không rực rỡ rồi. Không có rực rỡ gì hết á. Sao không rực rỡ mấy âm thiệt rồi. Lỡ lỡ lỡ. Vêo khơm mềm mềm. Rồi mấy chị nha. Kêu anh giùm chị cái nó của anh á. Rồi mấy chị nha. Rồi. Mắc gì? Mắc gì? Rồi để đó từ từ bán. Rồi. Từ từ bán mẹ ơi, từ từ bán. Từ từ bán. Rồi, qua mẫu đưa chị cái áo hàng xuất đó luôn đi. Đồ đen hết rồi mấy chị ơi, con cái à. Hàng xuất Dior này mấy chị. Mấy cái xả rỉ luôn. Hàng xuất của Dior nha mấy chị, gấu đen hết, gấu đen hết mọi người ơi. Cái hàng xuất của Dior nha mấy chị nha. Hàng xuất Dior này mấy chị. Rồi cái số ký nó nằm chỗ nào trời. Hàng xuất Dior này mọi người. Nè ở trong nó có tem phụ nè. Mấy chị quay giùm em nè, hàng xuất Dior nó ở phía trong nó có tem phụ. Hết rồi mấy chị ơi, hết gấu hết. Hết rồi. Rồi xanh nha mấy chị nha, xanh. Rồi cái size nó nằm ngã nào. À. Đúc, mẹ tụi bay rất là thông minh luôn. Coi nè. Ừ xong tháo cái bọc ra bỏ hết mẹ nó cái size rồi biết cái size nào chút. Rồi em lên mấy chị cái này nha. Cái Dior nha mấy chị, Dior này. Dior màu xanh nha mấy chị nha. 63 kg, 6 à quên, 60 kg cho tới 63 kg đi. 60 kg tới 63 kg Dior xanh. 60 kg cho tới 63 kg. Cái này là hàng xuất nha mấy chị nha. Hàng xuất đẹp lắm, chắc là phải khỏi phải ban rồi. Chắc là ồ. Ồ à 60 cho tới 63 chắc được mấy chị, em có năm mấy, 57 nữa. Ô rồi. 60 cho tới 63 kg nha mấy chị nha. Chị nào ân con Dior xả luôn 95.000. Chị nào ân lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào ân Dior lên giùm em Dior. Dior nha mấy chị nha, 60 tới 63 kg xả mấy chị 95.000 luôn. Chất miễn bàn nha, chất đẹp miễn bàn nha mấy chị, chất đẹp miễn bàn. Chị nào lấy Dior xanh lên giùm em Dior xanh. Dior xanh. 60 cho chị Vân My. 63 cho chị Vân Đông. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nào ân lên giùm em ha. 60 tới 63 kg nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Đi ai xanh Huỳnh Anh ơi lên số ký giùm chị em. Lên số ký nha Huỳnh Anh ơi. Lên số ký baby ơi. Rồi nha mấy chị, 63 kg cho chị Thúy Trinh Tuyết luôn. 62 kg cho chị Sen Phạm Phạm luôn. Mấy chị đặt hàng không có số ký là khô luôn, em không có chốt được. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. 60 kg cho chị Phương Thúy Nguyễn luôn. 60 kg cho Phương Thúy Nguyễn luôn. Bắt cần 63 kg luôn. Mấy chị đặt hàng không có số ký không có chốt được rồi nha mọi người ơi. Rồi chị nào ân lên giùm em nha mấy chị nha.
Bắc Cần chị em, Bắc Cần rồi đúng không? Không, con sai à? Bắc Cần chưa? Thuy Phạm 63kg luôn. Ngọc Ngọc 60kg luôn. Cái này Ngọc Ngọc nha. Ngọc Ngọc nè. Thấy chưa? Đây Ngọc Ngọc đâu, đưa Ngọc Ngọc qua. Ngọc Ngọc chưa? À, Văn Bùi 60kg. Văn Bùi, đây Văn Bùi. Cầm cái này của Văn Bùi. Văn Bùi 60kg. Hình Anh á, chị có dương cái này của Hình Anh đúng không? Mày bấm cho Hình Anh chưa? Ủa Hình Anh chốt chưa? Số 2kg. Kim Hên 60kg. Của Hình Anh á, mày bấm cho Hình Anh chưa? Bấm chưa, có chưa, coi cái loạt còn nó. Rồi, cho Kim Hên, Kim Hên 60kg. Kim Hên 60kg. Cô Dư 60kg luôn. Đây ở cô Dư 60kg nữa. Cô cái chắc này có cái chắc này với bà mơ luôn nha. Có cái chắc này. Chết đi, cái chắc với bà mơ mà mơ mơ xỉu luôn. Nè, cho cô Dư luôn. Cô Dư, cái đó cô Dư. Rồi còn cái hết rồi mấy chị. Giờ cái xanh này em coi thử. Cái xanh này có chị mới nãy mà chị cũng không cho, chị Thủy Vũ không cho số điện thoại rồi. Hàng Lê 57kg. Xanh này 57, bấm kéo xuống dưới, kéo lên đi. Hàng Lê cái 57 này. Ở phía dưới á, Hàng Lê cái 57 này. Rồi nha mấy chị nha. Em còn là 50kg cho tới 58kg. Em còn 50 tới 58kg. Lấy không lấy, em thấy 50kg tới 58kg. Nhưng mấy chị chết đi. Hả? 58 với ai? Rồi xong, Xuân Quý. Rồi xong hết, mày sợ tao lấy rồi hả? Rồi heo, mày sợ tao lấy hả? Nè, nè Xuân Quý nè. Rồi có cái bọc này nữa nè. Hết rồi mấy chị ơi. Hết, hết rồi mấy chị, hết rồi. Còn cái này nữa nè mấy chị. Em hết rồi nha mấy chị nha. Chị Thúy Vũ ơi, nãy giờ chị đặt hàng nhưng không có số điện thoại, em không có chốt đâu chị. Xin nãy giờ mà số điện thoại chị cũng đâu có cho đâu mà chốt chị. Rồi xanh này nha mấy chị nha. Xanh này em có size là từ của Thái luôn. Xanh này là của Thái. 50kg cho tới 57kg. Xả luôn 95.000. Ồ, nó hơi bạc bạc cái màu chút xíu rồi mấy chị ơi. Cái đường lằn gấp nè. Nó hơi bạc bạc cái màu chút xíu rồi. Chị Thuy để mặc cho rồi hả? Nó hơi bạc bạc cái màu chút xíu nè. Nó hơi bạc bạc cái màu mấy chị ơi. Nè, nè mấy chị coi này, nó hơi bạc bạc theo cái đường gấp nè. Ra để trong kho nó lâu quá nè mấy chị à. Có chị nào ơn ông xã mấy chị luôn, đại luôn đi 40. Nhưng mấy chị nha, nó hơi nè mấy chị thấy không, cái đường viền á nó hơi dơ dơ chút xíu. 40 chị nó ơn ghi cho em là xanh xả 40, nhưng mà cái này là tới 50 cho tới 57kg thôi nha mấy chị. 40 của Thả nè mấy chị, mua vô toàn trăm mấy không á mọi người. Rồi chị nào ơn lên giùm em nha, chị nào ơn lên giùm em 40. Rồi chị nào lại lên đơn giùm em ha. Rồi nha mấy chị, áo Thái, cái này áo Thái luôn, Gucci Thái luôn, 75 cho tới 75 cho tới 90kg xả mấy chị luôn, 95.000. Chị nào ơn Gucci lên cho em Gucci 95.000. Gucci của Thái 95.000. Gucci là đưa đây chị, đưa đây. Cả nhà mấy chị nha, 54kg 40 em cho chị Nguyễn Thị Thục đó, chị giặt đi chị giặt cái là nó đỏ hơn à. Rồi nha mấy chị nha, hết rồi mấy chị ơi. Gucci này mấy chị, cái này là áo Thái luôn nha mấy chị nha. Áo này của Thái luôn. Màu trắng em 75 cho tới 90kg xả mấy chị luôn. Xả mấy chị luôn còn 95.000. Chị nào ơn Gucci trắng lên cho em Gucci trắng 95.000. Nha mấy chị, Gucci trắng 95.000, chị nào lấy lên giùm em ạ. Bữa nay không có like chị ơi. Rồi chị nào ơn ghi cho em Gucci trắng 95.000, chị nào ơn lên giùm em ha. Gucci trắng 95.000. Gucci trắng 95.000, Gucci trắng 95.000.
Từ từ. 90 cho chị Mai Trâm. Không, không. Không, không mà. Đi đây vậy? 288 nha mấy chị ơi. 63 kg cho tới 665 kg. 63 cho tới 65 xả mấy chị luôn, 75.000 luôn. Chị nào ơn lên giùm chị em đó chị, áo 88 xả luôn 75.000. 63 cho tới 65 nha mấy chị, 63 cho tới 65. Áo 88 63 cho tới 65, chị nào ơn áo 88 lên chị em 75.000, chị nào ơn lên giùm em ạ. À. Gửi chị em 75.000, chị nào ơn lên giùm chị em ha. Rồi rêu trầu quơ đẹp quá, 40 kg cho tới 51 kg. Rêu 40 kg tới 52 kg chứ. Rêu 40 kg tới 52 kg xả luôn 49.000. Trời ơi chắc đẹp lắm nha mấy chị. Rêu 40 kg cho tới 52 kg 49.000. Từ từ để chị lấy tới đâu chị sẽ tới đó. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ơn lên giùm em ạ. À. Trời ơi cái bu ma. Rất đi bu ma này mọi người ơi, trơn này. Đồ đẹp dữ vậy trời. 63 kg cho tới 65 kg giùm chị em. Gucci alo bu ma vàng. 63 cho tới 65. Bu ma vàng đẹp nhất cái nách luôn, xả mấy chị 95.000 bu ma. Bu ma này mấy chị coi nè, đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. 95.000 chị nào ơn bu ma vàng lên cho em. 62 cho tới 65. Nha mấy chị 95.000 chị nào ơn bu ma vàng lên cho em, bu ma vàng. Bu ma vàng lên cho em, bu ma vàng 95.000 rồi chị nào lấy lên đơn giùm em. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm em ạ. À. Rêu. Rồi ok ạ, à. Chị nào lấy lên đơn giùm em nha mấy chị nha, bỏ đây chị xả luôn. Bu ma vàng 57 luôn cho hàng lê luôn. Đây nha mấy chị nha. Ừ, cái đó 95.000. Hết rồi mấy chị ơi. Vàng em hết rồi. Hàng của Bina, giờ em lên mấy chị, hàng của Bina không đẹp, không lấy tiền luôn. Hàng của Bina nha mấy chị nha, xuất sắc 37 luôn. Ồ, cà rốt tốt em ơi. Chết đi. Ô áo cà rốt tốt mấy chị ơi. Chết đi nhức nách luôn á trời. Trời quơ, áo cà rốt tốt mấy chị ơi. Áo cà rốt tốt nè. U là trời, u là trời. À, con này xả mấy chị luôn 55.000 luôn đi. 40 kg cho tới 55 kg. Xả mấy chị luôn 55.000 hàng của Bina giùm cho em. Chất đẹp xuất sắc bà bảy luôn. Chị nào ơn lên giùm em mặc với mấy cái quần đùi mùa này, mặc với mấy cái quần đùi là nhức nách nha mấy chị nha. Mặc mát cực kỳ luôn. Áo này là crop top nha mấy chị nha. Nhưng mà không phải là dạng ngắn cũng cỡn đâu mấy chị. Cho nên là mấy chị mặc mình hơi có lớn lớn tuổi xíu mình mặc nó cũng được nữa. Chị cúc lê. Đây cho mấy chị 55.000 luôn. 40 kg cho tới 55 kg nha mấy chị nha. 40 kg tới 55 kg xả mấy chị luôn 55.000. Chị nào ơn lên giùm em ạ. À. Ok Huỳnh Anh nè. Trời ơi mặc ngon lắm em. Ngon lắm em ơi. Đồ hàng của Bina luôn. Băng băng lên số ký nha băng băng ơi, lên số ký nha băng băng nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ơn lên giùm chị em ạ. À. Chích đi xả có 55.000 à. Rồi mấy chị, em gửi cặp gọi xả mascara. Gọi xả mascara cho chị. À, em ủa em chụp cái bill kêu là kiểm tra đơn của chị Hậu Nguyễn coi. Chị Út Hiền luôn, chị Hoa Kim luôn. Chị Út Hiền, chị Hoa Kim luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị Hằng Lê luôn. Chị Nguyễn Hà luôn. Chị Lê Ngọc Thúy luôn. Rồi băng băng ok này, chị Hoa Kim em chốt rồi chứ ơi. Rồi, à, chị nào ơn lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào ơn lên giùm em ạ. Nó 55.000 là rẻ quá trời luôn mấy chứ ơi. Rồi chị Hoa Kim ơi em chốt rồi. Rồi nha mấy chị nha, cái này là crop top á mấy chị. Nhưng mà cái dạng như là nó không phải là crop top chuẩn chứ không phải cái dạng ngắn cũng cỡn nha mấy chị nha. Cho nên chị Hoàng Anh luôn. Cho nên là mấy chị yên tâm nha. Có nhiều chị họ mặc mấy chị ngại, nhưng mà cái loại này mấy chị không cần phải ngại đâu, mặc với loại mấy cái quần đùi là đẹp lắm. Rồi chị nào ơn lên giùm em ạ. Nha mấy chị nào ơn lên giùm em ha. Rồi còn được hai cái chứ nó ủng hộ em. Tạ Thị Thu Hiền luôn. Rồi, có gì băng băng em lấy chưa? Rồi nhưng mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. À. Rồi, à, chị Hiền Trang lên số ký giùm em rồi hết rồi. Có Hiền Trang lên số ký giùm em nha. Rồi rồi bỏ lại nữa heo, bỏ lại nữa coi. Rồi mấy chị em hết rồi chị ơi, em hết. Áo Thái này nữa nè. Nên con này cái áo Thái này nữa mấy chị. Mày coi mấy cái mẫu Bina, Bina lại cho chị. Cái gì? Bina, Bina. Bi. Bina. Thằng số nhiều của người ta mày đọc thành ti. Rồi nha mấy chị nha, hết rồi chị ơi.
Trời ơi, đất nước Thái Lan, welcome. Rồi mấy chị, màu sáng quá đẹp, xuất sắc luôn. Xả rẻ, xả lỗ mọi người ơi, 95.000, bình thường con này 180. Giống gheo hồi chợ, giống gheo hồi chợ. Vẹo lừa mọi người. Trời ơi, 50kg tới 60kg, ăn gì nữa không nậu? Ủa, xả ớt chi? Ô đẹp quá mấy chế ơi, 95.000 của Thái luôn. Từ 50, chết đi. Này mấy chế coi giùm em này, đẹp xuất sắc luôn. 50kg tới 60kg giùm em áo Thái nha mấy chị nha. 55kg cho hàng trần em, 55kg 95.000 áo Thái. Cái con này mấy chị, trước em bán đúng giá 180. Đúng giá 180, sáng cho chị Úc Hiền luôn. 60kg cho chị Tuyết Phan luôn, Tuyết Phạm luôn. Rồi nha mấy chị nha, đẹp lắm mọi người ơi, mà cái màu xám nó rất là đẹp nữa, có 95.000 à. Đó, quá đẹp. 60kg cho chị Nguyên Phạm luôn. Chị nào ân lên giùm em nha mấy chị nha. Này mấy chị coi giùm em này, đẹp lắm nha mấy chị nha. Không không vừa đâu chị, 63kg không vừa đâu chị ơi. À 60kg à, tươi nguyện 60kg, 60kg mà ú ú quá thì cũng không vừa nổi nha mấy chị nha. Ú ú quá cũng không vừa nổi luôn. Rồi, xám 50kg. Xám 50kg. Xém 50kg cho bằng lăng tím luôn, 55kg cho Nguyễn Thị Thục Đoan luôn. Rồi nha mấy chị nha. Hoa kim 60kg rồi hết. Hoa kim 60kg. Hả? 95 thôi em. Đây nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em luôn ạ. Đây nha mấy chị nha, em hết rồi, tới chị Hoa Kim thôi nha Hà, hết rồi á. Đây nha mấy chị nào ân lên giùm em luôn. Áo có cổ đó heo, đưa chị áo có cổ đó luôn. Rồi, chơi luôn, hàng của Bina, áo có cổ mà hàng của Bina luôn. Áo có cổ mà hàng của Bina luôn, nha mấy chị nha, áo có cổ mà hàng của Bina. Để em xíu nè, hàng của Bina luôn nha mấy bà ơi. Coi giùm em nè, áo có cổ mà hàng của Bina luôn. 60kg cho tới 63kg giùm cho em. 60 tới 63 nha mấy chị nha, size, cái này là size to nha mấy chị nha. À, tinh dầu hả chị, tinh dầu em mới cái này nè, ở bên đó người ta mới báo cho em là có tinh dầu rồi đó. Nhưng mà ngày mai em bay Thái, chị đỡ qua Thái rồi em đăng hình nha. Chứ bây giờ ở Việt Nam không có đâu chị, ngày mai em bay Thái rồi. Rồi nha mấy chị nha, áo đỏ này mấy chị, xả luôn 95.000 cái, rẻ mấy chế ưng ủng hộ em luôn. Nha mấy chị nha, chị nó ưng ghi giùm cho em ạ. Nha mấy chị nha, dìa mấy chị ủi cái cổ cho nó bị bì ra giùm em xíu ha. Rồi nha mấy chị nha, áo này chắc đẹp nhất mắt đúng rồi. Rồi, 60kg tới 63kg, áo có cổ 95.000 luôn, chị nó ân lên giùm em. 60kg cho chị Nguyên Phạm luôn, nha mấy chị. 60kg cho tới 63kg, chị nó ân mấy chị dìa mấy chị lấy bằng ủi mấy chị ủi cổ mấy chị à. Tại vì cái cổ cho áo nó mới á mấy chị, cái cổ nó hơi đứng nha mấy chị nha. Mấy chị vừa ủi cho nó banh cái cổ ra cho nó đẹp ạ. À. Rồi nha mấy chị, chất là miễn bàn nha mọi người, chất rất là đẹp luôn. 60 tới 63 nha mấy chị nha, áo có cổ 60 tới 63 95.000 luôn. Nha mấy chị, hàng của Bina giùm em ha. Áo đỏ có cổ cho chị Tạ Thị Thu Hiền, hàng của Bina nha mấy chị. Rồi mấy chị nào ân lên giùm em ạ, 95.000 à. Chị nào ân lên giùm em ạ. Ủa. Sai, quá sai. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm em ạ. Chị nào ân lên giùm em nha mấy chị nha, 95.000, chị nào ân có cổ đỏ lên cho em ạ. Nha mấy chị nha, có nha chị Thu Hương ơi. Chiều ghế lấy hả, chị Thanh Hoa em có 3kg, để riêng với chị chiều chị ghế lấy. Xịt thơm quần áo hả? Xịt thơm quần áo hả? Hàng của Bina là hàng thương hiệu Việt Nam mà mấy chị nhất nè. Hàng của thương hiệu Việt Nam, hàng của Bina thương hiệu mà. Hàng Bina là hàng của thương hiệu nha mấy chị nha, hàng thương hiệu của Việt Nam nha mấy chị, chất rất là đẹp luôn. Cái này là hàng thương hiệu của Việt Nam nha chị ơi, chứ không phải của Thái đâu. Không không có em, không có 57. Cái này là từ 60kg tới 63kg, hàng thương hiệu Bina. Cái bà rời vô shop đi, mấy trăm ngàn cái áo giống rẻ đâu mấy bà ơi. Không có 58 luôn chị ơi. 60 cho tới 63kg nha chị nha. 60 cho tới 63kg giùm chị em. Rồi, bán tiếp cho mấy chế cái áo Bina nữa nè. Cái áo Bina chắc mà mấy bà sờ vô không đẹp là không lấy tiền luôn á. Nhưng mà nó còn vài cái thôi nha mấy chị nha. Đôi Chanel 34. À, Chanel 36 màu trắng nhé. Đôi Sandal 37 nhé. Dạ ok chị Hoàng Yến nè.
Mai em bay Thái luôn nha mấy chị nha. Mai em đi sớm rồi. Rồi nè mấy chị ơi, vàng ô đẹp quá. Vàng 40 kg cho tới 51 kg dùm cho em xả mới chế luôn. Con này xả rẻ luôn 45.000, chất không đẹp không lấy tiền. Mấy bà coi cái chất của nó này. Chất của hàng Bina mấy bà sờ vô chỉ có sướng thôi nha. Không khác gì hàng xuất hết trơn mấy chị. Bina này rồi vô chỉ có sướng thôi nha mấy chị nha. Quần ngố hả? Quần ngố Quảng Châu nha chị. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi lên giùm em nha mấy chị nha. Ghi giùm em nè. Nhiều ta vàng 40 kg cho tới nhiêu ta? Cho tới 50, 51, 52 kg mấy chị. 51 kg đi. Xả mấy chị luôn 45.000. Còn vài cái, có 2 cái à. Xả luôn nha mấy chị nha. Còn 2 cái xả luôn. Chị nào ân lên giùm em ạ. Ghi cho em vàng. Nha mấy chị nào ân vàng lên vàng giùm em. 40 kg cho tới 50, 51 kg. 45.000 luôn. Xả luôn 45.000, chất không đẹp không lấy tiền nha mấy chị. Mấy cái hàng loại này là chất đó, mặc vô là mấy bà mê luôn. Vàng lên số ký mấy chị ơi. Đó, em 50 mấy ký nha. Nhưng mà em trừ heo tới 51 ký. Quá đẹp luôn. Vàng khăn vàng không có lên số ký nè. Lê Phương vàng 51 này. Lê Phong lên số điện thoại. Mấy chị đặt hàng phải lên số ký giùm em mới được. Hoa kim vàng 51 em. Ở lộn vàng, ông quên chị Khanh Phạm không? 45 ngàn à, đấy cho chị Khanh Phạm ấy. Tại vì mấy chị nha, hết hết rồi mấy chứ ơi. Em còn hồng nè, chứ ủng hộ em hồng không? Đây, hồng. Hồng em còn 40 kg cho tới 51. Ôi chú cha mẹ ơi. Chết đi cái chất mấy bà ơi. Nó quá đẹp luôn, sờ vô cái chất bảo đảm viền luôn. Chị nào ưng hồng lên hồng giùm em. Chất đẹp quá không? Ủa trời ơi. Mà hết rồi, giờ nay không có mua được hàng này nữa. Nè, lấy cái vàng này này em. Vàng này này cho chị Hoa Kim đi. Cái vàng đó. Cái vàng đó cũng đẹp đó. Rồi nè mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em ạ. Rồi hồng nha mấy chị nha. Vàng 45 hết đi nha chị ơi. Rồi hồng 40 kg cho tới 50, 51 kg. Chị nào ân hồng. Em là 55 kg mấy chị mà em mặc này. Mấy chị thấy chưa, em 55 kg á mọi người. Em 55 kg. Cái chất đẹp lắm nha mấy bà ơi. Tôi bán mà tôi uống quá trời luôn. Cho nó mấy chị biết sao. Nó đợt nó em ôm trúng cái đợt nó thanh lý mà em bán 95.000 cái. Đợt đó em bán với chị 95.000 cái. Còn bây giờ còn nó lẻ lẻ vài cái. Cứ mẫu kia hai cái, cá hai cái em xả luôn. Lê Phong hả? Lê Phong chốt rồi mà. Ủa Lê Phong chưa có số điện thoại hả? Ủa Lê Phong không có số điện thoại gì chốt với chị khác đi em. Rồi chốt cho Thả Trắng. Chốt cho Thả Trắng rồi nè. Rồi cho chị Xuân Quý Hồng 52 nè em. Cho chị Thanh Khanh Phạm nè luôn. Rồi cho mấy chị nha. Xả mấy chị 45.000 à. Mấy chị nhớ kèm bên số ký giùm em nha. Hồng Lê Ngọc Linh không có số điện thoại nè. Chị Hoa Kim có nè. Chị Thanh Phạm 40-50 hả. Mấy chị đặt em một số thôi. Đặt một số thôi. Hồng 49kg cho Tuyết Oanh nè. Lê Phong là vàng xả ra rồi nha. Vàng chốt cho người khác rồi. Lê Phong hồng nè. Rồi, hồng còn cái mà em. Chị Hoa Kim luôn, Tuyết Ông luôn. Thanh Phạm comment một cái thôi, đừng comment hai cái nha. Ví dụ như mình 50 thì comment 50. Hả? Nương Phạm rồi, hết hồng. Rồi nha mấy chị nha. Rồi con Mickey nha mấy chị nha, 45.000 luôn. Mickey này mấy chị ơi, 40 kg tới 51 kg. Mickey nha mấy chị nha, gửi hàng cho chị chưa em, chị đổ thức. Có ai chốt đơn chị chưa? Ai chốt đơn chị chưa chị ơi? Rồi nha mấy chị nha. Rồi nè mấy chị, ghi cho em hồng Mickey. Ghi cho em Mickey 40 kg tới 51 kg. Hàng của Bina luôn. 40 kg tới 51 kg xả mấy chị luôn. Còn có giá là nhiều quên rồi. 45.000 à. Rồi nha mấy chị, ai lấy Mickey hồng ghi cho em Mickey hồng nha. Ai lấy Mickey hồng lên giùm em Mickey hồng. Rồi nha mấy chị nha, Mickey xanh luôn, chua đẹp quá. 40 kg tới 51 luôn. Xanh 40 kg tới 51. Hoàng An với lại Vivi. Hoàng An với Vivi xanh 40 kg tới 51 luôn. Ôi chúng ta dễ thương quá. Rồi chị nào ưng xanh lên xanh giùm em. Xanh 40 kg tới 51, xanh 40 kg tới 51. Chị nào ưng xanh lên xanh giùm em. Hết rồi chuột. Rồi cá rồi. Chị nào ưng xanh lên xanh giùm em nha. Còn con cá hai cá không biết chứ ơi. Rồi trắng chua đẹp quá. Rồi trắng 40kg tới 51. Trời ơi mấy bà chế ơi, có 45.000 à. Coi cái chất này trời ơi, xỉu luôn á. Bạc lăng tím hết rồi chị. Rồi
San 51 cho Lê Phong, cái kiểu như là thun ôm nha mấy chị nhá. San 51 cho hoa kim luôn. Mấy chị ơi, cái kiểu thun ôm ôm nha, chứ mấy chị mà đòi thun rộng là không có nha mấy chị. Cái này là kiểu thun ôm ôm nha. San 51 hết. Màu trắng đẹp quá mình ơi. Đẹp quá trời luôn mấy chị, có cái chất này hú hồn luôn. Bà cầm cái áo lên 45.000 thủy ơi. Hả? À, trắng cho 50 cho Hoàng An, còn cái nữa chị nào ân lên giùm em ha. Còn cái nữa mấy chị, chưa em ơi, độ hồi không thấy em. Em chụp cái tin nhắn gửi vào Đỗ Thư kiểm tra lần liền của đơn của Đỗ Thư coi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em ạ. À, trắng 40 cho Tiếp Nhung luôn em, rồi hết. Rồi nha mấy chị nha. Rồi, đã ô đẹp quá, size to luôn. 53kg cho tới 61 luôn, 55.000. Đỏ 53 tới 61, 55.000. Đỏ 53 tới 61, 55.000. Hết hết rồi chị ơi. Đỏ 53 tới 61, 55.000. 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 Wow, đẹp quá. Đỏ 53 tới 61, 55.000. Chị nào lấy đỏ lên đỏ. Rồi chị Tuyên Phạm em, đỏ 60kg 55.000 luôn. Trắng, trắng 40kg tới 51 luôn. Ê sao đẹp dưới trời. Trắng 40kg tới 51, trắng 40kg tới 51, 45.000. Ô coi cái chất này mấy chứ ơi. Xin lỗi cho cái chất đẹp quá. Thích nhất là cái chất mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, đỏ em hết mấy chứ ơi. Đỏ em có 1 cái à. Rồi trắng 40kg tới 51, trắng 40kg tới 51. Chị nào lấy trắng lên trắng dùm cho em. Nha mấy chị nha, trắng 40kg tới 51, trắng 40kg tới 51 nha mấy chị nha. Cái này là áo thái. Em hết đỏ mấy chứ ơi, em hết đỏ. Em hết đỏ rồi. Trắng 40kg cho chị Tuyết Phan em. Trắng 40kg cho chị Tuyết Phan. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ưng trắng lên trắng giùm em. Rồi áo thái này mấy chị nhớ cái áo Celine này không? Người ta bán với chị 180.000 một cắt cũng không rớt ra luôn á mấy chị. Mấy chị đặt hàng lên số ký nha mấy chị ơi. Rồi trắng 51 của chị Hoa Kim. Xanh, xanh áo thái này mấy chị 63kg tới 73 xả lỗ luôn, 95.000 cả ba cái thôi. Trời ơi, cái này là phải gọi là siêu lỗ luôn á là. Mấy cái mẫu này. Này mấy chị ơi, áo thái mà bây giờ mấy chị muốn mặc cái này nó cũng không có hàng nữa mọi người. Cái này đẹp lắm, Celine nè. Nha mấy chị nha, con nãy hở mấy chị không shop nào bán dưới 180 luôn mấy chị, bán bèo lắm 180 tới 220. Em xả mấy chị luôn còn 95.000. Rồi chị nó ơn ghi cho em xanh 7 màu. Nha mấy chị nha, 63 cho chị Thuận Lê. Xanh 63 kg tới 73. Nha mấy chị nha. Xanh 63 cho chị Tươi Nguyễn. Xanh 63 tới 73, chị nó ơn xanh lấy xanh giùm cho em. Có 95.000 luôn. Úc Hiền gì? Sao sao không thấy ta? Không thấy Úc Huyền. Mày thấy đúng không? Thấy thì chốt cho Úc Huyền luôn. Rồi hết, hết rồi mấy chị, hết rồi. Hết rồi mọi người ơi, hết rồi. Hết rồi mấy chị ơi, hết rồi. Bây giờ em xả Thập Cẩm Thái, có Quảng Châu, có Việt Nam xuất khẩu có nha mấy chị nha, tùm lum luôn. Rồi, trời ơi, cái con Dior đen 50kg cho tới 60kg giùm chị em. Dior đen nha mấy chị, hàng theo. Xả mấy chị 55.000, ghi chị em đen 55.000. 53kg cho tới 53kg cho tới 60, à quên, 50kg tới 60kg 55.000. Chị nào ơn ghi cho em đen 55.000. Đen 55.000. Chị nào ơn đen lên đen giùm em 55.000. Đen 55 nha mấy chị nha, đen 55.000 giùm chị em. 53kg cho tới 50kg cho tới 60kg 55.000. Rồi, xám chua đẹp quá. Hàng theo nha mấy chị, xám 50kg tới 60kg. Đen cho chị Băng Băng em, đen cho Băng Băng. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em. Xám, chị nào ân xám lên xám giùm em, có một cái mấy chị. Nó có một cái thôi nha mấy chị nha. Có một cái thôi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em xám, chị nào ân xám lên xám giùm em. Xám cũng có 1 cái nha mọi người. Chị nào ân xám à, được 2 cái. Xám chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Xám 53, xám 50 cho tới 60 61 nha mấy chị, 60 nha mấy chị nha. Xám. Xám đi các bà ơi, tôi nói đen mà comment mà như mệt mỏi luôn ạ. Xám, xám đặt hàng lên số ký giùm em. Xám nha mấy chị nha, chị nào lấy xám lên xám giùm em ạ. À, cho xám, xám mọi người ơi, đặt hàng không có số ký kìa. Xám đi trời, ừ comment một loạt luôn mà chả ai có số ký hết trơn. Rồi nha mấy chị nha, không có số ký không có chốt được mọi người ơi, mất công lắm. Rồi mấy chị, xám không ai có số ký luôn á. Nãy giờ một loạt, trời ơi, phải 4-50 comment xám. Rồi chốt xám 54 cho chị Hà Tâm.
cái người comment trở nhất lại được, quả bà cứ nôn đi, ừ nôn mà không có số ký em cũng không chốt. Mấy chị ơi, không có số ký không chốt được, mắc công lắm nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, có nhiều người họ chốt đã xong cái qua tin nhắn, ô thôi Thủy ô chị không vừa đâu, Thủy ô chị rộng lắm, Thủy ô chị chặt lắm, đâu phải xả đơn đi, ủa gì vậy. Cho nên là em không, em bây giờ quy định luôn, không có số ký em cũng chốt. Chị Hà Tâm với lại chị Mỹ Trinh Nguyễn này. Rồi chết đi, cái màu nâu, ôi là trời, 50kg tới 60kg, chị nào ưng nâu lên nâu giùm em. Này mấy chị coi giùm em này, hàng theo nha. Tối ba ngăn còn em, tối ba ngăn còn em, à gì? Gì quên rồi, Prada đúng không em, còn còn. Rồi màu nâu, ôi chú cha mì ơi, nó đẹp. Cái màu nó đẹp quá, 50kg tới 60kg giùm em nào. Mấy chị ơi đặt hàng không có số ký, không có chốt được. Nha mấy chị nha, rồi xong hai ba người luôn, comment xong không có. Comment chị nó khổ vậy mấy ông. Hà Châu 60kg nè, Hoàng An 60kg nè. Mấy chị comment mà cứ comment đi mà không có số ký là chịu luôn. Em không có nhớ mấy chị bao nhiêu ký đâu để em chốt nha. Cho nên là mấy chị không có số ký là cũng vậy à. Vân Bùi luôn, 60kg luôn. Rồi mấy chị nha, rồi chị nào lại lên đơn giùm em. Còn á Trâm Trang Anh ơi, còn em còn 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 một hai cái gì nữa sao á. Nâu 56kg cho Bảo An, nâu 60kg cho chị Hồng Hồng Lê luôn, nâu 60kg cho chị Văn My luôn. Rồi tới Văn My thôi nha em, hết. À còn cái Văn My. Ồ thôi thôi cái này không được rồi. Chết đi, dư già dặn cái nó ra liền luôn á. Để nó gì giặt đây hả? Mặt không thoải mái, mát á, cái chất nó mặt. Chị hai cái túi ba ngăn, cái túi sách đen nha, chị ghi túi Prada nha em. Chị ơi shop mình có kêu đặt cọc trước không vậy? Có em, đơn hàng mà nhiều á là bên chị có kêu cọc đó em. Đơn hàng nhiều với là khách mới á em, là đơn hàng trên 1 triệu mà khách mới là chị có kêu cọc á. Ở đâu nhắn em, fanpage hả? Fanpage nhắn em hả? Đỡ chị kêu nhân viên của chị chụp cái hình và tin nhắn, rồi được chị kêu nhân viên của chị gửi qua tin nhắn cho em coi thử là phải không nha. Hè mà chụp cái tin nhắn của Bùi Yến Ly á, gửi qua việc làm rồi lấy cái từ tin nhắn nó kêu mấy đứa gửi qua cho chị Phan Yến Ly là chị ơi bên em kêu đó chị, nói là bên shop chị Lê. Rồi nha mấy chị nha, nâu hết rồi chị. Rồi nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị em. Rồi xám 50 cho tới 60, chị nào ưng xám lên xám giùm em 50 cho tới 60. À đúng rồi hả, đúng rồi, đúng fanpage của chị là đúng rồi em. Xám 50 tới 60, hai túi Prada ok em. Xám 50 tới 60, chị nào ưng xám lên xám giùm em nha. Chị nào ưng xám lên xám giùm em. Không, đỡ vậy thâu á, chưa ai lấy. Rồi nha mấy chị nào ưng lên giùm em ạ. À. Rồi, cái mẫu này, trời đẹp quá mấy chị ơi, đẹp quá. 60 cho chị tươi nhỉ. Nè mấy chị ơi, có cái màu này đẹp quá. 60 cho chị tươi nhỉ, rồi hết nha mấy chị ơi. 55.000 cái đó. Còn cái này nè mấy chị, 45.000 luôn. Trời ơi, coi nè mấy chị. Đen 40kg cho tới 51kg. Đen 40kg tới 51kg. Em sợ chắc đi cái chất mấy chị ơi, sờ vô quá khác. Sướng liền luôn. Chị một túi sách để mua thêm rồi gửi họ. Ok chị nè. Ồ. Cái form của nó là dạng form ôm ôm nha mấy chị nha. Coi dạng cực kỳ thoải mái luôn. Rồi đen 40kg tới 51 xả luôn 45.000. Sờ vô cái chất không cho, không đẹp cho phải hàng nha mọi người. Bán rẻ là bán rẻ, tại vì em xả hàng cho nên em mới bán rẻ thôi. Chị nào ưng đen lên đen giùm em nha mấy chị nha. Đen lên đen giùm em, đợi em xíu chị ơi, em like xin kẻ nha. Này mấy chị coi nó coi dạng này mọi người. Đó, sướng chưa? Chị nào ưng đen lên đen giùm em 40kg, đen 40. 40 cho tới 51. Rồi em đen con cái 40. Rồi 51 hoa kim luôn. Đen 40kg tới 51 nha mấy chị nha. Đen 40kg tới 51kg 45.000. Chị nào ưng đen lên đen giùm em ạ. Chị nào ưng đen lên đen giùm em ha. 40kg tới 51. Đen cho thợ trắng 45 luôn. Đen 40kg tới 51 nha mấy chị nha. Chị nào ưng đen lên đen giùm em. Trời ơi co giãn thoải mái lắm mấy chị ơi. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Không có like em ơi. Đen 50kg cho Kha Vũ luôn em. Rồi nha mấy chị nha. À Kiều nó nhắn qua cho chị đi. Lấy thêm một hộp ba chi cam như em. Dạ ok chị nè. Rồi nha mấy chị nha. Trời ơi cái này của Thái nha mấy chị. Cái này của Thái nè mọi người, hàng theo nha. Má ơi nó đẹp. Nó ơi nó đẹp lắm luôn mọi người.
Ừ, mà có một cái này mấy chị, nó bị dính cái này hơi dơ dơ chút xíu rồi. Hay để chị mặc đi cho nó thoải mái. Trong người nó hơi dính dơ đây xíu nè. À mấy chị nha, trắng thêu. Trắng thêu nha mấy chị ơi, trắng thêu nè. Trắng thêu nha mấy chị nha. Trắng thêu em có size từ 53 kg cho tới 63 kg giùm chị em. Trắng thêu 53 tới 63 nha mấy chị nha, đẹp quá. Cái chất đẹp kìa, áo Thái. Chị nào ơn lên giùm em trắng thêu 53 tới 63 xả mấy chị luôn 95.000. Chị nào ơn lên giùm em thôi 75 đi mấy chị, nó còn có hai cái à. Nha mấy chị 75 luôn, 75 luôn. 75 luôn. Trắng 60 này, 75 luôn nha. Còn hai cái à. Rồi nha mấy chị nha, này em đẹp quá. Cái này của Thái nha mấy chị nha. Rồi trắng 60 cho Hoàng An luôn. Rồi em còn cái trắng thêu này nữa nha mấy chị nha, cũng là hàng thêu luôn. Nha mấy chị, rồi 75 luôn nha. Còn có hai cái, ba cái. Rồi em xả mấy chị luôn, còn cái nữa trắng 63 cho Hạnh Si luôn. Rồi hết. Hết rồi mấy chị ơi, hết. Hết hết rồi mấy chị, hết. Hết rồi mọi người ơi, hết. Chưa thêm nổi hà heo. Hàng xúc này mấy chị. Con cái hàng xúc đẹp quá. Hàng xúc siêu phẩm nha mọi người ơi. Chết đi. Ú là trời. Hay để anh mày mặc. Chết đi, nó đẹp. Tao quá mấy chị ơi. Trăm ngàn vạn cái, có được một cái thôi nó mới bào ơi. Chết đi. Coi nè mấy chị nha. À, nam thì từ 50 tới 60. Nam thì 50 tới 60. Đẹp quá ha. Để anh mặc đi, lâu lâu mới có người lọt. Ăn coi. Hết rồi. Hết rồi gái ơi. Trời ơi, còn này nữa nè hà. Ôi, chết đi, tao xỉu cái đùng quá mẹ. Ôi, nghĩ sao cái này bán 95 ngàn. Bất từng đặng ruột luôn. Ê, mày coi đi. Trời ơi, đẹp quá. Theo rồi các bạn, con cái chị ơi. Cái này cũng đẹp nè. Bà lấy em lấy, tôi lấy luôn á. Trời ơi, tôi nói thiệt luôn á. Cái này nha mấy chị nha. 60 kg cho tới 63 kg giùm kem. Ồ không, 58 kg tới 63 kg chị nào ơn lên giùm em nhé. Chết đi coi nè mấy bà ơi, nghĩ sao cái chất tôi nói thiệt là tôi không mê gì mỗi cái chất hết trơn á. Nè bà coi nè, hàng xúc nè. Bà coi thấy chưa, cái tem nó ở bên trong nè. Đẹp ơi là đẹp luôn. Nâu 60 kg cho Tuyết Nhung nè, uổng quá trời luôn. 60 kg cho Tuyết Nhung con cái rồi mấy chị ơi. Trắng thêu hết rồi Duyên Vợ ơi. Trời ơi cái bu ma mấy chế ơi, xỉu cái đùng luôn á trời. Chết đi mày coi nè. Trời ơi mấy bà ơi, có cái hàng nó nè. Chết đi mấy bà ơi, coi giày mà chịu gì nổi vậy trời. Nghĩ sao 95 ngàn. Nhưng mấy chị nghĩ sao 95 ngàn. Má thiệt luôn á. Đếch học luôn á. Rồi nhưng mấy chị nha. Trời ơi trắng bu ma mấy chị ơi, 95 ngàn chết đi. Ê bu me nha mấy chị nha, nam thì 50 kg tới 60 kg, còn nữ mình nó là 63 kg cho tới 65 kg. Nữ 63 tới 65, còn nam thì 50 tới 60. U là trời ơi, em đồ cháu, chị có không, bữa chị không đây. Ủa, chị Tư Nguyễn á, chị Tư Nguyễn có hàng mà hà. Mà sao tới đưa tới tụi nó sao không có hàng là sao? Bô me Tuyết Nhung có đâu mà nó gọi cho chị. Không có đứa nào có hàng hết trơn á. Nè bô me này con cái mấy chị ơi hết rồi. Đây mấy chị nha, trắng đát nè. Uổng quá. Chết đi coi nè mấy bè ơi, coi nè. Trắng đát nha mấy chị nha. Ồ. Chiếu á, à tao xíu trước á. Anh mày mặc đi. Siêu mà anh là mặn thấy không? Mệt quá anh mặc đi. Chết đi ông ơi, coi này trời ơi, coi này mấy bà ơi, tôi nói đẹp độc lạ luôn á. Có cái thứ nhất không có cái thứ hai đâu mấy chị. 63 kg cho tới 68 kg lên cho em đắt. 63 kg tới 68 kg trời ơi cưng dữ trời. Không đục, không đục hàng luôn. Bởi vì mấy cái này là hàng xúc, nó sót là con cá hay cái này mấy chị. Nó là hàng xúc á mấy chị ơi, mấy trăm ngàn cái luôn, 300-400 ngàn cái chứ không ít đâu mấy chị.
À, đây mấy chị nha, đắt đen. Mấy chị gửi chị em đắt đen 63 cho chị Thuận Lê. Ố lộn, cho Tuyết Nhung rồi. Tuyết Nhung trước rồi. Nè Tuyết Nhung rồi. Đây mấy chị Tuyết Nhung nè. Hết thằng mấy chị ơi. Đây đắt đỏ giùm chị em. Ôi chú cha mẹ ôi tôi nói. Chết đi, đắt đỏ trắng trơn nữa chứ. Ô đẹp quá mấy chị ơi. À, 63 ký tới 65 ký đỏ trơn, 63 tới 65 95 ngàn luôn. Độc nhất vô nhị một cái thôi nha mấy chị nha. Mà đẹp lắm. Đỏ 63 cho tới 65 giùm chị em. Đỏ 63 tới 65 95 ngàn, chị nào lấy đỏ lên đỏ giùm em. Đỏ 63 tới 65 95 ngàn, chị nào ưng đỏ lên đỏ giùm em. Đỏ nha mấy chị nha, 63 tới 65 95 ngàn. Nay em cũng có gom gì nữa mấy chị, cái này lâu lâu nó mới có một lần. Lên số ký, xin số ký nha mấy chị nha. Rồi, hồng. Trời ơi, hồng cam này mấy chị. 63 ký cho tới 65 ký giùm chị em luôn. 63 cho tới 65. Đã 63 cho chị Bảo An luôn. Rồi, hồng 63 cho tới 65. Hồng 63 cho tới 65, chị nào lấy hồng lên hồng giùm chị em. Hồng 63 cho tới 65, chị nào ưng hồng lên hồng. Hồng 63 cho tới 65, chị nào ưng hồng lên hồng giùm em. Hồng 63 cho tới 65 nha mấy chị nha. Bất Cần ơi lên số ký nha Bất Cần ơi. Bất Cần lên số ký nha. Hồng 63 cho chị Thuận Lê luôn. Đây, hồng số 3. Xí. Xí. Ê, tập đèn nghe ra tốn trần coi đây. Rồi mấy chị, số 3, ok, ok, chị bắt cần luôn. Rồi nha mấy chị nha. Không biết đưa cho nhờ chị em. Chết đi. Chết đi, nó đẹp. Ô là trời. Trời ơi, đợi cho em lớn cái mặt hả. Ôi ôi, Adidas đen. Adidas đen 63 tới 7, à quên 63 cho tới 65. Adidas đen 63. Mặc không, không mặc, em mặc. Đây là do mấy chị không có lấy nha. Em lấy rồi. Hết rồi. Hết rồi. Để tao mặc với mấy cái quần đùi. Cái là mặc như mấy cái quần đùi nó dễ thương không chết luôn. Hết rồi nha Tuyết Nhung ơi. Hết rồi nha Tuyết Nhung ơi. Nè cái này để cho thằng em nè. Ừ là trời mà thấy chưa. Nhưng mà không bán đâu cho thằng con em rồi. Chết đi sao nó đẹp dữ vậy trời. Rồi nha mấy chị nha. Không kịp bấm luôn. Trời hết rồi mấy chứ ơi. Hết rồi. Thằng độc lạ, độc nhất vô nhị. Trời ơi Adidas nè mấy chị. Adidas hàng hàng ở ngoài tay áo luôn. Lên cho em đắt trắng 95 ngàn. 63 ký tới 7, 63 ký cho tới 68 ký đi. Adidas trắng 63 tới 68 ký. Đắt trắng 63 tới 68 ký. Đắt trắng 63 tới 68. Mấy chị ơi comment số ký đi mọi người. Mấy chị ghi không có số ký cũng không chốt được đâu. Cái 95 ngàn à. Xả lỗ mấy chị. Đắt trắng 63 cho tới 65 ký giùm, 68 ký giùm em. Đắt trắng 63 cho Liễu Thảo. Mấy chị comment trước mà mấy chị không comment số ký coi như cũng như không luôn. Không có, không có, không có, không có hàng nha mấy chị nha. Không có chốt luôn mấy chị. Chị nào mà comment không có số ký là coi như không chốt rồi. Đây ghi chị em là. Ủa cái này anh này có cái mà cũng dương cái nữa hả. Trời ơi đẹp quá. Ghi cho em là trắng sọc nha mấy chị nha. Trắng sọc dùm cho em. Trắng sọc nha mấy chị ơi. 63 cho tới 65. Còn nam thì 50 cho tới 60. Nam thì 50 cho tới 60. Còn nữ mình là 63 cho tới 65. Chị nào ưng ghi cho em trắng sọc. Lấy không? Không lấy không? Không lấy không? Không lấy không? Không lấy là em lấy á. Đây mấy chị nha. Trắng sọc 65 cho Tuyết Nhung. Cái này em mặc nha. Chứ còn nếu mà em để cho chồng em mặc đó thì từ 50 tới 60 thôi. Như em chồng em mặc thì 50 tới 60. Còn 65 thì em mặc đẹp lắm. Chơi về ai chơi lại. Nè cái này là. Nè. Tuyết đi. Lúc này hả? Ông là trời. Ờ, à, chết đi. Mấy chị ơi, ô cưng quá à. Nè mấy chị mặc với mấy quần đùi cưng lắm. Gửi cho em khủng long nha mấy chị nha, khủng long. Khủng long 63 cho tới 68. Khủng long 63 cho tới 68. Cám gạo em có với Diễm Ly ơi. Chị Trăng Lê chị comment rất là nhiều luôn. Nhưng mà không có lần nào chị cho số, quên không có lần nào cho số ký cho nên không có chốt chị. Chị comment đầu tiên không á. Chị comment đầu tiên luôn á mà không có cái nào chị cho số điện thoại quên số ký trơn cho nên không có chốt. Tại nha mấy chị em nói rồi mà không có số điện thoại quên không có số ký em đâu có chốt đâu. Rồi nha mấy chị nào lấy lên đơn nghiệm không? Còn hết thì xúc chưa?
rồi mấy chị ơi, hết rồi. Đây, chết đi, cái con Vesat mấy chị ơi, kinh khủng chưa? Vesat đã trơn 63 kg, cho tới 68 kg dùm chị. 63 cho tới 66 đi. Đã nha mấy chị nha. Kỹ này, ơ không được chị ơi, phải lên số ký mới được, chứ còn không có số ký không có chốt được chị ơi. Rồi nha mấy chị nha. Rồi, đã trơn 63 kg cho tới 66 kg. Đã trơn 63 cho tới 66 Vesat này mọi người. Đã trơn 63 cho tới 66 hàng xuất luôn. Đã 63 chị Thúy Phạm lên số điện thoại. Thúy Phạm lên số điện thoại 95.000, mấy cái này 95.000 hết mà. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm em ạ. Còn nữa không nha. Đưa cái hàng xuất lại chị sẽ hàng xuất. Hết rồi mấy chị. Biết vô luôn nè. Rồi bỏ lại cho chị cái hàng khác nữa. Hàng xúc ở Hà, mày nhớ hàng xúc không? Con này nó vút vút lắm, nó không biết hàng xúc đâu. Heo vốn mà heo rơm một cục xuống cho cá chị sẽ. Hàng xúc mà không có biết hàng xúc đâu. Không phải. Ủa chứ mày không mới thấy tao mới like luôn à. Sao chị hay đi đỏ? Đỏ đỏ nó còn vút siêu mày luôn rồi. Đấy, rồi sập xuống, rồi sập xuống, rồi sập xuống, rồi sập xuống. À em hết đỏ trơn rồi mấy chị à. Cái cục kia là cái cục gì? Đây nè. Ô Thái hả? Ô Thái hả? Ôi ơi, ô Thái còn cái một cái nữa mấy chị. Ô Thái nó còn cái nữa. Đẹp lắm bè ơi, áo Thái nha. Áo của thằng Mochino, áo Thái nha mấy chị. Xả luôn 95.000 lỗ quá. 50 kg, ở quên. 63, 53 cho tới 60. Chị nào ơn ghi giùm em áo Thái nha mấy chị nha. Cái này áo Thái, cái này thì mấy chị áo Thái người ta bán 180 đó mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, ghi chị em gấu đen xả luôn 95.000. Chị nào ơn gấu đen lên cho em gấu đen giờ lại áo Thái nha mọi người. Chị nào ơn áo Thái lên em gấu đen một cái này. Rồi, gấu đen mấy chị. Nay nay 40 kg cho tới 51, chị nào lấy nay lên nay giùm em, thích mặt rộng tự động đôn số ký nha mấy chị nha. Không, Tuyết Nhung trước, Tuyết Nhung này em 55 cho Tuyết Nhung. Rồi, nay đen 40 kg tới 51, nay đen 40 kg tới 51. 95.000 luôn. Nay đen 40 kg tới 51 95.000. Nay đen 40 kg tới 51 95.000. Chết đi, Celine chào vơ. Celine 40 kg tới 51 luôn 95.000. Celine 40 kg tới 51 95.000. Áo Thái ạ. À. Celine 40 kg tới 51 95.000. Rồi nha mấy chị nha. Sẽ cho chơi chứ. Sẽ này mấy mẫu. Đen 51 thì hình si luôn. Này, gì? Này. Chút nè. Hành si là nai đen hả chị? Hành si là nai á. Cái này là mày biết gì không? Áo của lò của len gì nữa nè. Áo này nè mấy chị, của lò của len gì nè mọi người ạ. À? Xả mấy chị luôn. 35.000. Của lò của len gì nè mấy chị. Mấy chị gì nè, mấy chị thắt cái dây nó vô giùm em. Đó, mấy chị mặc xong mấy chị thắt cái dây vô. 60 cho chị Xuân Quý. Có đâu 60. Có, ra đây nè. Áo cổ lạ đỏ cho chị Thủy Nguyễn. Thủy Nguyễn em, 35.000 em. Rồi, bán một cái nè. Em hứa với mấy chị em không bao giờ em lấy cái hàng mà cứ một cái nữa. Mấy bà coi, mấy bà cũng quạo lắm, em biết. Mấy bà quen mua cái kiểu là ừ, mày cứ lấy thoải mái thôi. Mấy bà quen cái kiểu vậy. Bây giờ ngầu, một cái. Mệt, quá mệt mỏi. Rồi, xám 60 kg cho tới 63 kg giùm chị. Xám Buma 60 tới 63 95.000. Xám 60 tới 63 95.000. Chị nào ưng xám Buma lên cho em xám Buma.
Tao đang tưởng tượng mà mò mà bạn mày kéo cô lên. Bà comment kìa. Đỏ ba lông nghe. Mà mò hồng xanh á. Tao tưởng tượng mà mặc. Tao nói bẻ con khúc gì. Em mặc áo cổ lọ lên nữa nó tráng lên cổ tới cổ hồng ba luôn rồi. Trời ơi mò ơi, người ta ốm ốm, người ta mignon mò ơi. Còn bẻ họ thật. Tao nói cái bụng chà bé luôn mà mặc vô một phát là trời ơi. Tao nói thiệt nó tráng lên tới càng cổ ba luôn. Xong nó hở cái bụng của bà một đống luôn. Xám gì, xám gì, xám cho chị nè. Cho chị Nguyễn Ngọc Thanh. Xám 63, đau đau. À chị Nguyễn Ngọc Thanh, ok chị luôn. 95 đúng không? 95, 95. Rồi, nhắm với chị nha. Mày thấy con xíu kìa không? Tao bãi mà mở đâu có mua á. Ê, tao mày tưởng tượng, tao tưởng tượng mà mở tao vậy đó. Bà mở mấy bữa mua hả? Ừ, thì bà mở, 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 xanh ấy. Ừ, tét mắt mờ luôn á, mờ mặt lên cái là ông cò thấy mất tét luôn á. Rồi nha mấy chị nha, con bé nó mặt trời ơi, con bé nó mặt trời ở vậy hả? À tưởng nó mờ mà tôi đang có tôi tưởng tượng bà mặt mà tét mà ghê luôn. Chết ơi, con khủng long siêu to bự khổng lồ, khủng long siêu to bự khổng lồ, chết luôn con khủng long siêu, khủng long siêu to bự khổng lồ 68 cho tới 73. Còn chị suy nghĩ cho con bú chạy sợ có ngực tới lúc kéo cái bàn rồi khủng long 668 tới 73 chị nào ân khủng long lên cho em khủng long. Ủ tóc tím 75.000 em ơi, khủng long, khủng long đắt đen 73 cho Tiết Nhung. Rồi mấy chị nha chị nào. Rồi hết 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 rồi mọi người ơi, hết hết 779 thì mấy chị. À, áo 779 cho mấy chị nha. Áo 779 50 kg tới 60 kg xả luôn 79.000. Áo 779 nha. Gửi cho em áo đen 779, hàng của thương hiệu 779 nè mấy chị. Nè mấy cái này giá niêm yết của nó 130 mấy ngàn không mấy chị. Nè 779 nha. Chị nào ân gửi cho em đen nha, đen 50 kg tới 60 kg xả luôn 79.000. Chị nào ân đen lên đen. Đen nha mấy chị nha, đen đen. Đen mấy chị ơi. Nó nghe mày nói bé này mẹ mờ bé là dở hồng hồng nha mấy chị nha, 665 cho tới 68 hồng, 665 cho tới 68 hàng 88 luôn 79.000. Chị nó ưng hồng lên hồng, cái này á áo có cổ á mấy chị ơi, đặt hàng phải lên số ký mới được, đặt hàng lên số ký giùm em nha. Hồng 665 cho tới 68 bao đẹp luôn 79.000. Chị nào ân hồng lên hồng, hồng lên hồng giùm em nha. Hồng 79.000, 65 cho tới 68 nha mấy chị nha. Mấy chị ơi nhớ đặt hàng, nhớ lên số ký nha mọi người. Hồng, hồng 65 cho tới 68, chị nào lấy hồng lên hồng giùm em. Hồng 65 cho tới 68 nha mấy chị nha. Không có hồng có 60. Chết đi, còn có 2% pin gì bấy. Hồng 65 cho chị Song Hương. Đâu, đưa 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 cục sạc đây, còn có 2% pin nè. Kéo kéo cục sạc theo. Rồi nha mấy chị nào lấy em ạ. Hồng đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi, áo nam có cổ nè mấy chị. Ủa. Ăn cái ổn à đúng rồi em ơi, khủng long em hết rồi chị ơi, rồi chuẩn bị nó hết pin nó sạch nguồn nè. Cái con nào đấy, cái con nào bị cắt hàng mà tao nói nó không, tao có nào lẹ lẹ cho đỡ hết pin rồi. Rồi hàng của Bina nha mấy chị, hàng của Bina nha. Hàng của Bina giùm chị em nè mọi người ơi. Ồ. Cái mã này nè mấy chị. Cái mã này á là không có nha chị Hồng Hoa ơi. Không có cổ hả?
72 kg hồng nhung thì được, theo chốt cho chị 72 kg cho hồng nhung. Rồi cho chị hồng nhung có này đi, trời ơi chị ơi. Đẹp không tuyệt vời không lấy tiền nha chị Hồng Hoa. Chốt cái này cho Hồng Hoa 72 đi em, chắc đi cũng chắc đẹp dã man luôn, 95 luôn em, con cái. 95 luôn. Rồi nha mấy chị nha, hồng. Hồng này mấy chị, hồng 40 kg cho tới hồng này mấy chị 40 kg, cái này là hàng thùng ôm nha mấy chị ơi, thùng ôm nha. Này mấy chị coi em này. Rất đẹp luôn, áo thùng ôm 40 kg tới 50 kg, em năm mấy kg lần. Xả mấy chị 45 ngàn luôn, hàng của Bina chất không đẹp không lấy tiền. Nha mấy chị, hàng của Bina chất không đẹp không lấy tiền, nhìn cho em. Chị nó ân hồng lên hồng. Nha mấy chị. Áo này là cái kiểu áo thun ôm rất đẹp luôn nha mọi người ơi. Rất đẹp, 40 kg tới 50 kg giùm chị em. Chị nào ưng hồng lên hồng giùm em. Nha mấy chị nha, chị nào ưng hồng lên hồng giùm em. Xả luôn mấy chị 45 ngàn luôn. Hàng của Bina. Nha mấy chị, hàng của Bina. Chị nào ưng lên giùm em ạ. 40 kg tới 50 kg thôi nha mấy chị nha. 40 kg tới 50 kg xả mấy chị luôn, 45 ngàn luôn. Nha mấy chị, hàng của Bina luôn nha mọi người ơi, hàng của Bina ha. 40 kg tới 50 kg giùm em. Bao nhiêu ta? 45 ngàn, chị nào lấy hồng lên hồng. Đẹp lắm, em tới 55-56 kg lần nữa nha mấy chị. Chị nào ưng hồng lên hồng giùm em, rất là đẹp ạ. Áo thun ôm nha mấy chị. Chị Lê Thị Ngọc Thúy nè, chị Cúc Lê nè, chị Tuyết Hồng Ngô nè. Rồi, hồng em còn hai cái nữa, chị nào ưng lên em có 45 ngàn à. Nha mấy chị. Nhưng mà mấy chị ơi, 40 kg tới 50 kg thôi nha. Nha mấy chị nha, 40 kg tới 50 kg thôi. Nhớ kỹ nha mấy chị nha, chứ nó không có to hơn nữa đâu. Chị Trần Hoàng 50 kg luôn, còn cái nữa nha mấy chị. Rồi nha mấy chị nha. Bùi Ngọc Diễm Bùi luôn, rồi hết. Rồi nha mấy chị, rồi hết. Hết rồi mấy chị ơi. Rồi, áo có cổ hàng Polo dùm chị em, chất siêu phẩm nha mọi người, không đẹp không lấy tiền luôn. Chất siêu phẩm nha, không đẹp không lấy tiền. 40 kg cho tới 40 kg cho tới 50 kg, áo có cổ không đẹp không lấy tiền, chị nào ưng đen lên đen 95 ngàn. Áo có cổ hàng chất siêu đẹp luôn, hàng xuất dùm chị em 40 kg tới 50 kg. Ghi cho em 95 ngàn, chị nào ưng ghi dùm em có cổ nha, 40 tới 50 95 ngàn, chị nào ưng có cổ đen lên cho em có cổ đen 95 ngàn. 40 tới 50. 40 tới 50 95 ngàn, chị nào ưng có cổ lên cho em có cổ màu đen ha. 40 kg tới 50 kg dùm chị em 95 ngàn. 40 kg tới 50 kg 95 ngàn nha mấy chị nha. Xà rẻ mọi người ơi. Rồi, có cổ màu đỏ giùm chị em. Ô cái này cho nam. Ô cái này cho nam mọi người ơi, được mấy cái cho nam nè. À, cho nam nha mấy chị nha, nam đỏ. Nam đỏ nha mấy chị nha. Trời ơi, ta nói. Ta nói. Bà tôi nói vậy, cha tôi nói vậy. Tôi đâu có sợ. Mà nó chơi mờ nó gì mà nó chơi dữ chơi vậy. Rồi nha mấy chị nha. Đỏ cho nam bao nhiêu ta? À 62 cho tới 67 kg giùm chị em. Đỏ cho nam 62 tới 67, đỏ cho nam 62 tới 67 95 ngàn. Đỏ nam 62 tới 67 95 ngàn. Đỏ nam Mỹ Tinh nha em, Mỹ Tinh Nguyễn lấy chưa? Rồi mấy chị, đỏ 62 cho tới 67 95 ngàn. Đỏ 62 cho tới 67 95 ngàn, chị nào lấy đỏ lên đỏ giùm em. 62 cho tới 67 95 ngàn, chị nào lấy đỏ lên đỏ nha mấy chị nha. 62 cho tới 67 95 ngàn cho nam nha. Mấy chị ơi phải đặt hàng lên số ký giùm em. Đỏ đó là cho nam 62 cho tới 67 ký 95 ngàn. Đỏ cho nam là 62 ký tới 67 ký 95 ngàn. Chị nào lấy đỏ lên đỏ giùm em. Ủa mấy cái cục như vậy nè heo ạ, mày bươi ra cho chị coi. Hết đầu hết nè. Đỏ nha mấy chị nha. Mấy chị đặt hàng phải lên số ký giùm em luôn. 62 cho tới 66 ký. Đen có cổ 50 hết. Hết rồi Tuyết Văn ơi, hết rồi chị. Để em coi mã khác nha. Heo ạ, mày banh nó, mày banh ra mày lựa cho ra mấy cái áo có cổ coi. Cổ dọn đây nè. Lụm. Ê mấy chị nha, chị nào lại lên đơn giùm em ha. Đấy, đi lên đi, sợ nó sập xuống cái nào cũng không. Cho nên hả?
cô thế này mình phải soạn lại à, biết mẹ sai gì đâu mà bán dục ra hoài. Đỏ không có 40 túi chị ơi. Siêu phẩm của em này đi chị, nếu 120.000 cái đi chị. Giúp tôi chờ neo nha, chờ neo vô cùng yêu vị luôn, miễn sao nó màu xanh xanh như vậy là được. Rồi em xả cho mấy chị luôn 75.000 cái luôn, còn 3 cái hả, chơi lớn luôn 55.000 cái, 65 cho tới 70. Chị nó ăn lên giùm em ạ. À, xanh 65 cho tới 70, xả luôn 75.000 cả. 55 luôn đi còn mấy cái. Trời ơi bán lỗ. Rồi nha mấy chị nha, chị nó ăn lên giùm em xanh nha mấy chị nha, xanh. Xanh nha mấy chị nha. 65 cho tới 70. 65 cho tới 70 xả mấy chị luôn. Xả lỗ luôn, bao nhiêu ta? Xanh 65 cho chị Út nha. 55.000 luôn, chị nó lãi lên ơn giùm em. 70 cho Phượng Lý luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào xanh lên cho mình xanh. Xanh em có size 65 cho tới 70 nha mấy chị nha, xanh em có size 65 tới 70. Xanh 65 cho Liễu Thảo. Xanh 65 cho chị. Gì vậy trời? Xanh 65 cho chị Bắc Cần. Ở lộn, không phải chị Út Hiền chứ. Út Hiền xanh 65. Út Hiền 65, Phượng Lý 65, Văn Đinh 65. Văn Đinh 65. Bắc Cần không có luôn, Bắc Cần ở phía trên này. Rồi nha mấy chị nha. Rồi à, còn vàng đi, đại vàng đi nha mấy chị nha. Với lại cam này em chung luôn. Rồi nha mấy chị nha, không có chọn màu nha. Rồi à, 65 tới 70 xả luôn, 55.000 luôn. Vàng 55.000, cái này với cái này luôn là một cái 55.000. Chị tưởng nó công là chiều 3 cái 55.000 nữa. Chị nào lấy vàng lên vàng giùm em 55.000. Vui vô gần 101, 102 mấy chị. Còn cả hai cái xả lỗ luôn. Chị nào lấy vàng lên vàng giùm em. Vàng cho cô chị đọc mấy tiền đó. Vàng cho chị Bắc Cẩn nè em, vàng cho chị Bắc Cẩn nè, vàng cho chị Văn Đinh nè. Vàng đâu có 55 kg với chị, vàng cho Ngọc Châu 70 rồi xong hết. Vàng em kêu comment số ký chứ không phải comment số ký chứ không phải comment giá mấy chị. Mấy chị comment 55 em tưởng đâu mấy chị lấy 55 kg là em chốt, là em không có chốt quá mấy chị. Hết rồi mấy chị ơi, hết. Cái kia vàng luôn. Quá mệt mỏi. Mệt quá à, lai. Đen đưa chị có cổ đen. Lười lai. Ồ, nguy hiểm dữ vậy. Ồ, làm sao rồi, đâm tung rồi mà nó đất cỡ làm đá vậy. Ồ, bô ma xanh 40 kg cho tới 46 kg. Bô ma xanh 40 tới 46 kg. Chị nào lấy bô ma xanh lên giùm em bô ma xanh 40 tới 46 kg. Chị nào ăn bô ma xanh lên giùm em bô ma xanh nha. 40 tới 46 kg giùm em. 40 kg tới 46 kg. Trời ơi, trúng đứa nào dưới hả? Trúng thấm rồi có sao không? Thấm luôn. Rồi mấy chị nha, chị nó ăn lên giùm em nha mấy chị. Rồi, đây mấy chị nha, bô ma xanh 40 tới 46 kg. Bô ma xanh 40 kg tới 46 kg, 95.000. Chị nào lấy xanh lên xanh giùm em. Bô ma xanh 40 tới 46, chị nào ưng xanh lên xanh nha mấy chị nha. Xanh 40 tới 46 rồi chị à. 40 tới 46, em tới năm mấy nhưng mà em muốn cho mấy chị trừ 2 cho thoải mái, mấy chị 49 em xịt chặt á. 40 tới 46 thôi nha mấy chị nha, hàng theo luôn. Nha mấy chị nha, hàng logo theo hết nha mấy chị nha. 40 cho tới 46. Ừ. Ra size to chị bán hết rồi đó em. Hồi trước hả, chị bán cái này là 155.000 cái không à. Hay là 180 gì vậy. Bây giờ còn mấy cái chị xa lỗ luôn. Rồi bô ma xanh, bô ma đen 40 kg cho tới 46 kg giùm chị em. Nha mấy chị, 95.000 cái rẻ lắm mọi người ơi. Chị nào ơn nó lấy giùm em ha. Nha mấy chị nha, 45 cho tới 40 cho tới 46 kg.
40 cho tới 46 cứ giùm em, chị nào lấy lên đơn giùm em ha. 40 tới 46 nha mấy chị nha, 40 tới 46. Chị nào lấy lên giùm em ha, chị nào ưng xanh lên xanh giùm em, 40kg tới 46kg. 40 tới 46 cứ giùm em. Rồi chị nào lấy xanh lên xanh giùm em. 40 tới 46, ừ comment 49 tới 50 không à. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ưng lên giùm em ạ, 40 cho tới 46, chị nào lấy xanh lên xanh giùm em, 40 tới 46, xanh và đen nha mấy chị nha. Ưng đen lấy đen, ưng xanh lấy xanh. Ưng đen lấy đen, ưng xanh lấy xanh giùm em ha. 40 cho tới 46 nha mấy chị nha. Cái size nó còn size nhỏ không? Không, lại đâu mình. Cái đó phải lựa ra. Lựa ra chứ. Rồi. Rồi con cá sấu xanh siêu phẩm đẹp ơi là đẹp luôn. Cá sấu xanh siêu phẩm đẹp ơi là đẹp luôn. 63 kg cho tới 68 kg xả mấy chị 95 ngàn. Hàng xuất đẹp nhất nách luôn. Chị nào ân lên chị em cá sấu nha mấy chị nha. Cá sấu xanh xanh ngọc luôn mấy chị. 63 đỡ mờ cá xanh nhan thủy. Mờ mặt dừa hả? Chị lấy cho mờ cái. Không, mờ lời á. Xanh lấy cái xanh cho mờ. Xanh 68 kg cho Nguyễn Hồng này 95 ngàn. Rồi nha mấy chị nha, mày thấy không? Mày thấy Ngọc Vinh không? Mày ghi chữ mờ lời vô. Rồi mấy chị nha, xanh cá sấu số 3. Mờ Trang. À ghi gọi lời mờ lời đi. Rồi mấy chị nha. Rồi mấy chị nào lấy giùm em, tao mất đái mà, mày lấy chi nhiều hàng như vậy? Chín năm, chín năm. Đáng lại cho công trình lấy hàng xuống rồi. Nhưng mà giờ mình biến. À, ở đợi em đi đá vô, em lo chú quần mấy chị. Siêu phẩm gì nữa, chân ái cuộc đời em rồi hả? Ê, xong rồi ra cái chất quốc rồi nha. Nó chân ái của nó là tao phải tự hào lại. Tao thôn cho mày hết ra màng màng. Rau, đây đúng rồi, chân ái rồi kìa, cá chân ái rồi nha chị nha. Lấy hai dầu đột quỵ và ok chị. Nguyên một bộ như thế này, đẹp tét cái nắp luôn nha mấy chị nha. Đẹp tét cái nắp luôn, coi cái quần này. Trời ơi, bộ này toàn 180 ngàn, đẹp quá. Bộ này xả mấy chị luôn 85 ngàn bộ. Trời ơi, chắc đẹp mơ mang luôn. Ghi cho em bộ nâu từ 53kg tới 60kg nha. 53kg tới 60kg. Em hết rồi mấy chị ơi, khi nào kinh vô gửi nó nha. Dạ, dạ. Rồi nha mấy chị nha, nâu, chị nào lấy nâu lên nâu giùm em. Chị nào lấy nâu lên nâu giùm em nha mấy chị nha, chị nào lấy nâu lên nâu giùm em nhá. Đẹp lắm mọi người ơi, nhiều quên rồi. 85 ngàn à nha mấy chị, nâu nha, nâu cho chị tươi Nguyễn em 60kg. Đẹp lắm chị ơi, con bộ mấy chị. Con bộ làm mắm, làm dưa, làm cà. Ồ, bộ còn bộ kem nữa này. Không, em còn bộ y chang như vậy mà màu kem, chế nó ưng không, cứ cho em bộ kem. Kem, bộ kem, bộ kem 553 cho tới 60kg. 53kg tới 60kg. 85 luôn, còn bộ kem nữa. Chị nó ưng kem, ưng kem giùm em ha. Mặt thoải mái lắm. Em 2, 3 bộ, 4 bộ gì luôn, nhiều lắm. Bộ kem, bộ kem.
bồ kem cho chị tránh luyện em. Bồ kem cho chị tránh luyện nè. Rồi xám nha mấy chị nha. Xám, xám Adidas, xám Bina luôn nè mấy chị. 95 nha. Cái này đó là 63 cho tới 68, 65 chị. 65 cho tới 68. 65 cho tới 68 cho nữ mình nha. Adidas xám 65 cho tới 68. Adidas xám 65 cho tới 68. Em gom mới chế 95.000. Rồi mấy chị nha, chị nào ân ghi chị em xám. Xám nha. Xám 65 cho tới 68, 65 cho chị Trần Đoàn. Vô cái này hàng xuất không nè. Chô mì ơi, còn hàng xuất không nè mấy chị ơi. Hết rồi mấy chị. Chết đi. Cái này nha mấy chị nha, màu kem. Màu kem em cái size nè mấy chị. Màu kem em cái size nha, 65 cho tới 68. 95.000 luôn. Chị nào ơn màu kem lên cho em màu kem. Màu kem nha mấy chị nha, cá sấu kem 65 cho tới 68. Cá sấu kem 65 cho tới 68. Cá sấu kem. Cá sấu kem 65 cho tới 68. Kem 65 cho Trần Đoàn luôn hả em? Mày không thấy hả ha? Tại sao mày không nói gì hả? Rồi chết đi. 95.000. Ô là trời. Chết đi. 68 cho tới 73. Xanh 68 tới 73 95.000. Xanh 68 tới 73 95.000. Mấy chứ ơi. VIP. Xanh 65 cho tới 68 cho tới 73 95.000. Xanh 68 tới 73 95.000. Xanh 73 cho chị Liễu Thảo. Này con cái mới chế chìa khóa xanh giùm em. Chết đi mấy chứ ơi. Tôi nói thiệt với bà nha, nó đẹp tới tép cái nách luôn này trời. Đẹp dữ lắm. Đẹp dữ lắm, dính chấm mẹ nó rồi. Coi nè. Ủa không? Trời ơi, đẹp trời ơi, xuất sắc. Bà bảy mới tự nhiên nó dính chấm này mấy chứ ơi. Ủa quá hả? Hết rồi. Rồi, về sắc đẹp xuất sắc 37 luôn. Trời ơi, 63 cho tới 66 cứ dùm cho em. Nha mấy chị nha, cho nữ mình ha. Còn nam thì từ 60 cho tới 65. Còn nữ mình là 63 cho tới 65. Nha mấy chị, nam thì 60 tới 65. Nữ thì 63 tới 65. Về sắc 95 luôn. Chết đi cái chất mấy bà. Ô, tôi nói thiệt 95. Thiệt tét cái nắp cái áo 95 luôn là. Ôi, chị nào ân lên giùm em ha. Đen nha mấy chị, về sắc cho chị Phan Việt Thi em. Trời ơi, bà âm thầm mà bà lụm được cái thiệt đẹp luôn á trời. 95.000 cho chị Phan Thị Thi luôn. Rồi, LV. Đẹp dữ lắm. Tự nhiên ở đây. Nó bị bông. Không, cái này nó bị cày trúng nè. Mấy chị thấy không? Khư nó không có đứt mà tự nhiên cái này nó lủng lỗ. Không, cái này nó không liên quan nha mấy chị nha. Cái này nó bị lỗi, lỗ ở đây. Nhưng mà nó không có lủng vô áo. Cái này chị nọ ngon. Lấy giùm em luôn đi. Này mấy chị coi giùm em là tự nhiên ngang này hai lỗ này. 50kg tới 60kg chị nọ ngon xả luôn 35.000. Chất đẹp ghê luôn các bạn ơi, thằng LV luôn nè. 50kg tới 60kg 35.000 luôn. Nè mấy chị nha, coi nè, mấy chị thôi kệ đi, mình mặc cũng được mà, chất đẹp lắm, chất dày dặn đẹp lắm. Chất đẹp cực kỳ luôn mà tiếc mỗi cái là 35.000 cho Thủy Nguyễn. Cho Thủy Nguyễn nè. U là trời. Chết đi mấy bà chết của tôi ơ, mấy bà chết của tôi ơ. U là trầu ơ, màu xanh chết đi ông mô. Màu xanh nha mấy chị nha. Nhiêu? Xanh 95.000 nhưng mà nhiêu ký đây? 63 ký tới 65 ký. Xanh 63 tới 65 95.000. Chị ơi rồi thôi nha. Trời ơi cái này không kiếm gì được đâu chị ơi. Đâu có bộ đâu. Ôm Thủy Nguyễn ơi, mai ghé nha, nãy giờ không có nói đợi riêng á, cho nên mai ghé nha Thủy Nguyễn. Rồi xanh nha mấy chị nha, xanh chết đi nó đẹp nó chứ ơi, thở ông điều luôn. Rồi mấy chị nha, chị nè. Sao Phan Việt Thi nè. Không, này nó bị dơ rồi. Ừ. Ồ, cái này con khác nữa em ơi.
xanh này con khác nữa rồi. Mà nó bị dơ rồi. Con lấy. Mày thấy nó bị dơ không? Xíu ý. Nó nè. Nó bị dính dơ xíu à. Chị tính hoàn ơi, nó bị dính dơ xíu rồi. Được không? Được không chị? Dính dơ xíu rồi, chị có lấy được không? Em để luôn. Dơ chút xíu à. Em để luôn 50, chị về chị giặt nó ra. Cái này là dính dơ. 50 được không chị tính hoàn? Đẹp lắm chị ơi, coi nè. Được không chị? Ok, em ghi chị 50. Đen nữa này mấy chị ơi, đen nè. Đen cầu vơ, đẹp quá. Coi nè ông ơi, xỉu mì ơi, con cá hai cái là tức rực luôn mấy chị. Trời ơi, 63 cho tới 65, đen 63 tới 65 đẹp xỉu luôn. Nè mấy chị nha. Hết rồi chị ơi, hết rồi. Chị tính hoàn á, chị lấy cho hết rồi. Đen 63 cho tới 65, 95 ngàn. Chị nói ưng đen lên đen. Đen đâu? Đen cho chị Trần Hoàng này. Đen cho chị Trần Hoàng, đen cho chị Liễu Thảo này. Hết rồi mấy chị ơi, hết rồi. Hết rồi. Ồ, nó đẹp lắm mấy chị ơi. Hello chị Nguyễn Xuân Mai, lâu quá mới thấy chị mà hết rồi. Chú cái đi o. Chết đi mấy chú ơi, theo 63 cho tới 65 ký dùm cho em 95 ngàn. Đen đi o 63 cho tới 65. Tét nách 95 ngàn, chị nào ưng đen lên đen dùm em. Đen phải không? Không, cái này là đi o. Đen cho chị Trần Hoàng em. Rồi xám cho ở chị Tính Hoàng. Ô ô, đi cái gì? Trời ơi, có gì? Chết đi, chị mặc đi. Chết đi, cô cô. Chết đi, đẹp quá. Sáu ba cho tới... Chết đi, coi theo con chó nữa mấy bà. Sáu ba cho tới 65 xám. Sáu ba cho tới 67 đi. Sáu ba cho tới 67. Chết đi. Chị tính đó, chết đi, đẹp quá. Sáu ba cho tới 67, đẹp quá chị ơi. Hết, hết rồi mấy chị ơi. Đen không biết cái chuyện chết đời. Ôi là trời. Ừ. Em nói cũng bị cho chôn, em la cho. Mấy chị. Mày biết không khó, mấy chị ơi, chị còn mang đủ cho con. Không có dừa, cái này không có dừa. Cái này là tầm 50 cho tới 60 chị à. Để em bận cho cha. Em 65 ký nè. Cá sấu 10 ký à. Thấy chưa? Chết đi. Chị sấu 3 ký vừa luôn. Chị tính Hoàng ơi, 60 ký được không? Ok chị, ok. Đi uống mấy ơi, tao nói mày 80 năm sau tao còn chưa có được cái mẫu này nữa mày biết không? Ủa? Sao tôi đi có một đống vậy? Có lát không một đống. Mày đi đâu mà có lát mà một đống. Ô chị coi này, chị tính hoàn không, tao phê cho bà coi. Bà coi này, trước có con Pikachu này. Cái tem của nó này chị, đó ha. Mặt sau này chị, chết đi 95 ngàn mấy bà. Ô coi này thấy chưa? Chịu gì nào? Ủa sao sinh nhật nó mà khoe bánh kem bánh trước thôi vậy? Sinh nhật nó bị tém tém lại bớt xíu được không? Mà thấy ai mình còn bí mật bí ơ rồi chứ. Không. Nè, chốt cho chị Tính Hoàng. Rồi nha mấy chị. Màu hồng đẹp xuất sắc bà bảy luôn. 70 tới 75 ký. Hồng nha mấy chị, 70 tới 75, 95 ký. Hồng 70 tới 75. Em để mang hết đi nha. Dành với em cũng đuối. Rồi mấy chị nha, hồng. À, hồng như ta. Hồng. Hồng. Hồng 73. À, hồng 70 cho tới 70 tới 73 đi mấy chị ơi, hợp lý không? Hồng 70 tới 73 95 ngàn, chị nào lấy hồng lên hồng. Hồng 70 tới 73 95 ngàn, chị nào lấy hồng lên hồng. Nó dơ rồi mẹ. Hồng tha cho tôi một cái đi. Nó dơ rồi. Rồi nha mấy chị nha. À, Nguyễn Thị Văn này 75. Rồi nha mấy chị nha. Ô màu kem đẹp quá, màu kem. Màu kem nha mấy chị ơi, 53 cho tới 61 ký. Màu kem V-Sat 53 tới 61.
màu kem 53-61 nha mấy chị nha. Màu kem 53-61, màu kem 53-61 95.000. Màu kem 53-61 95.000. Chị nào ưng kem lên kem nhìn em. 53-61 95.000. Rất đi cho con Bicalac nè. Cái con gì? Cái con gì quên rồi. Balaka nè, Bicalac. Nè mấy chị coi giùm em con Balaka nè mấy chị. Rất đi đẹp xỉu luôn, 63 kg cho tới 73 kg. Lộn, 68 cho tới 73 kg. Rất đi đẹp xỉu luôn, Balaka luôn mấy chị ơi. 95.000 đứt từng đoạn ruột luôn. Mấy chế coi nè, con Balaka nè. Ờ cái này nha mấy chị nha, 68 mấy chị, 68 tới 73. 63 hả? 63 thì mặt hơi rộng chút xíu, nó bằng cái size, gần bằng cái size, bằng size L mấy chị. Kim 95 cho chị Phụng tiếp. Ok, chị Phụng tiếp nè. Không có đi, không có 75 ký chị. 68 ký cho Phước Thấm Lê nè em. Phụng tiếp lên số điện thoại. Rồi, nói chị nha, cỡ tầm 67 mấy chị, 67 đi. Hoặc 65 ký rồi lên tới 73 cũng được mấy chị nha. Rồi, 73 ký cho Thu Thu luôn. Cho Thu Thu luôn. Rồi chị nào ân lên giùm em ạ. Đẹp lắm nha mọi người ơi, đẹp lắm. 70 cho chị Phượng Lý luôn. Rồi, em còn cái nữa, có 95.000 mọi người ơi, đẹp lắm. Đẹp lắm. Em tiếc cái là giờ nay không còn được như vậy nữa mấy chị. Giờ nay không còn hàng nữa. Nha mấy chị nha. Phượng Lý, rồi cho chị Tạ Thị, chị Tạ Thị Thu Hiền này. Rồi hết. Hết rồi mấy chị. Cầu Buma đen luôn. Buma đen luôn nha mấy chị nha. Buma đen in hai mặt luôn. Nam thì 60 tới 65, còn nữ thì 63 cho tới 67. Nữ 63 tới 67, nam thì 60 tới 65. Chị nào ân Buma lên cho em Buma. Xuất sắc luôn, 95.000. Cái gì? Tự nhiên chắc mặt rồi. Chị rồi bô ma 65 em. Cho chị Phước Thấm Lê luôn. Chị Phước Thấm Lê em. Rồi hết. Em ra mới chết sư phẩm đây nè. Hàng của Bina. Chất của Bina nó đẹp y như cái hàng, mấy cái hàng hàng xúc em bán mấy chị 95.000 vậy á. Rồi nha mấy chị nha. Đây màu vàng không đẹp không lấy tiền, bán xả mấy chế 45.000. Mấy chế ơi 45.000 cái, mấy bữa em bán 95.000 rồi mấy chị. Nè mấy chị, em xả mấy chị áo vàng 40kg tới 50kg nha mấy chị nha. Xả mấy chị luôn 45.000, chị nào ưng ưng vàng lên vàng. Ưng vàng lên vàng. Chị nào ưng vàng lên vàng giùm em ạ. Coi này mọi người, 40kg tới 50kg. Trời ơi, đẹp chưa? Chị nó ưng vàng lên vàng super. Em tới năm mấy cưới nha. Nhưng mà cái này giờ nó còn, nhưng mà em trừ hao à. 45.000 chắc sờ vô hỏng đẹp cho trả hàng. Ok chị Hoa Nguyễn, 45.000 trời ơi, đẹp lắm mấy chị ơi. Chị nó ưng super vàng lên cho em super vàng. Lên số ký nha Trần Bích Dương ơi, hai cái lên số ký giùm em nha Trần Bích Dương ơi. Lê Phong vàng 50 luôn. Tiếp Hồng nghe vàng 45 luôn. Vàng lên số ký Khôi Trần ơi. Bùi Ngọc, Diễm Ngọc luôn, Bùi Ngọc. 40 ký tới 50 ký mới chế lên số ký giùm em nha mấy chị nha. Em năm mấy ký á. Nhưng mà em trừ hao tới 50 thôi, có nhiều chị cũng bị lùng lùng mà béo béo nữa nha mấy chị. Rồi ha. Cho chị Tránh Luyện luôn, cho chị Thanh Hương luôn, cho chị Khôi Trần luôn. Nha mấy chị, 40 ký cho tới 50 ký giùm chị em. Em là 55 ký đó mấy chị. 41 ký cho chị Trần Bích Dương hai cái nha. Chị 41 ký á. Rồi nha mấy chị nha, vàng 50 ký cho chị Văn Đinh nè. Vàng cho chị Tuyết Hồng Ngô nè. 50 ký 45k, không có size M đâu chị Thảo gì. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy làm em ạ. Không. Vàng 40 ký tới 50 ký thôi, hàng không có size 40 tới 50 mà size gì nữa mấy chị. Rồi, vàng 45 ký hả? Mấy chị comment số ký, đừng có comment giá tiền. Comment số ký giùm em. Ký cũng kể ký mà kêu chữ K. Chữ K cũng là tiền mà chữ K cũng là ký nữa. Mấy chị comment số ký thôi. Ví dụ như 40, 45, 50 gì đó nha mấy chị nha. Xả mấy chị luôn, 45.000 cái, chất đẹp lắm mấy chị. Nói chung chất là mấy chế miễn chê rồi. Chất đẹp lắm. Nha mấy chị nha, có 45.000. Em xả rửa cho nó hết luôn. Đẹp lắm, mặt sáng da. Đưa chị thêm nữa coi heo. Rồi nha mấy chị nha.
Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm em ạ. Rồi, con này nữa nha mấy chị nha, chất Bina luôn, hàng của Bina luôn. Hàng của Bina luôn. Hàng của Bina đẹp quá mấy chị ơi. Mickey xanh hàng của Bina nha mấy chị nha. Em có phải không chị, có mà, còn mà chị còn hàng mà. Hôm nay không đi Thái hết Tết rồi chị ơi. Không biết còn làm bát Thái không nữa. Nghe nói là qua tháng 7 là bắt đầu nó hết làm bát Thái rồi. Nhưng mà không biết là để em đi trúng ngày 30 rồi. Em đi trúng ngày 30 vẫn còn. Em vẫn còn làm bát Thái nhưng mà mấy chị đâu coi thử qua ngày 31 thử à. Chứ em 30 vẫn còn bát Thái, còn mấy chị muốn đi, mấy chị đi qua tháng 7 đi, mấy chị hãy đi. Chết đi, dễ thương dữ ơi trời. Trời ơi, áo vàng hả? Áo vàng 45kg Gia Phúc lấy rồi mà. Rồi nè mấy chị ơi, ghi cho em con Mickey 40kg cho tới 48kg giùm chị em. Xanh 40 tới 48kg, 49 nghe, lộn 45 rồi. Chị nó ân xanh lên xanh, 48kg. Ủa sao gì vậy trời? Cái nào tôi thòng vô cũng giọt hết trơn rồi vậy. Rồi mấy chị nha, chất đẹp miệng chê. Rồi nha mấy chị nha, chị nó ân lên giùm em ạ. Con trai của mẹ. Rồi nha mấy chị nha, chị nó ân lên giùm em. Xanh 40kg. À, xanh bao nhiêu ta? 40kg cho tới 48kg, chị nào ưng xanh lên xanh giùm em. Xanh 48 cho Văn Linh chồng em kêu chứ. Đi một bước gặp người Việt Nam, đi hai bước gặp người Việt Nam, đi ba bước gặp năm người Việt Nam. Xanh 40kg ok chị Trần Bích Dương. Rồi nha mấy chị nha, bữa nay mấy chị đi ra Thái không mấy chị? Người Việt mình qua đông lắm. Du lịch cũng có, đi tour cũng có, tự túc cũng có. Nói chung là nay đi rất là đông, qua là gặp người Việt mình nhiều lắm. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ưng lên giùm em ạ. Chị nào ưng vàng lên xanh giùm em, 40kg cho tới 48kg giùm chị em ha. 40 tới 48. Xanh 45 cho chị Bùi thì Bùi Ngọc Diễm Bùi. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ưng lên giùm chị em ạ. 40kg tới 45kg giùm chị em. Chị nào ưng lên giùm em ha. Chị nào ưng xanh lên xanh giùm em. Ô còn màu vàng nữa một chút thôi. Đẹp quá. Màu vàng nữa này, trời ơi có mít kia vàng nữa này các bạn. Ô có dễ thương xỉu chưa? Mặc bé trai hả? Không chị ơi, bé trai không được bởi vì nó là dạng thơm ôm. Nó có eo á chị. Có nghĩa là này nó có eo, nó tạo eo á chị, cho nên là nó xuống á thì bé trai mặc được, cho eo bé trai mặc không được á chị. Eo chỉ có bé gái mặc thôi. Rồi mấy chị, vàng Mickey vàng 40kg cho tới 48kg giùm em. Mickey vàng 40 tới 48, chị nào ưng Mickey vàng lên cho em. Mickey vàng có 45.000 mấy chị. Rồi một xanh một vàng luôn, chị nào ưng lên giùm em ha. Em năm mấy ký luôn nha mấy chị. Ha ha, mày mặc vô thử ha. Mày năm mấy? Này chắc mày phải gần 50 rồi chứ. Nè mặc thử coi. Mặc thử coi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ưng lên giùm em ạ. Nha mấy chị nha, chị nào ưng lên giùm em ha. Vàng chị nào ưng vàng lên vàng giùm em. Vàng ưng vàng em, hồng nữa nha mấy chị nha. Hồng chị nào ưng hồng lên hồng giùm em luôn. Còn vài cái mấy chú ơi, có 45.000 thôi mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi, hồng nữa nè mấy chị. Trời ơi, có cái màu này mấy chị, cái vải nè, đẹp quá. Hồng 40kg cho tới 45kg giùm em. Hello 48kg với mấy chị nha. Nó thừa hao cho mấy chị. Và mấy chị nha, em có vai cho mấy chị không có rồi chị Thùy Châu ơi. Mickey vàng 45 cho chị Thảo Nguyễn luôn. 45 cho chị Thảo Nguyễn luôn. Vàng 48 cho chị Chánh Nguyễn luôn. Rồi hồng. Trời ơi đẹp quá. Vàng hồng 44 ok em. Một vàng một hồng 44 luôn cho Phạm Thị Hiền luôn. Hồng 48 cho Văn Đinh luôn. Vàng với hồng cho Bí hả? Rồi ok, Mỹ Duyên luôn, chốt Mỹ Duyên 200.000. Rồi nha mấy chị nha, hồng 48 cho Chánh Luyện luôn. Rồi chị nào ưng lên giùm em nha mấy chị nha. Hồng 40kg cho tới vàng hồng 40kg cho tới vàng hồng 40 cho Tú Nguyễn luôn em. Vàng hồng 40 cho Tú Nguyễn, hồng 47 cho Hoa Nguyễn luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em. Em còn xanh nha mấy chị nha. Hồng thì còn cái xanh ấy, vàng còn hai cái nha mấy chị nó ưng lên giùm em ạ. Không có nha Gia Phúc ơi. Rồi xanh nha mấy chị nha, chị nó ưng xanh lên xanh giùm em. Xanh chị nó ưng xanh lên xanh giùm em ha.
đen còn được hai cái đen này. Đen còn được hai cái đen, chị nào ưng đen giùm em. Ô cái form kia đưa chị nha, 45.000 đấy. Rồi đen chị nào ưng đen giùm em, đen còn 40 kg tới 48 kg thôi nha mọi người. Tả luôn 45.000 cái hàng đi mang nha mấy chị nha. Vàng hồng 48 kg cho hồng chi, 48 vàng hồng 48 cho hồng chi, đen 48 cho Văn Đinh, hồng xanh hả? Hết xanh rồi chị ơi, hết xanh rồi. Alo, còn xanh rồi nha chị, tiếp Văn còn xanh hết hồng, em lấy xanh nha. Vàng hết luôn, vàng hết luôn, vàng super được không? Tiếp Văn ơi, còn xanh rồi nha chị, lấy không? Còn chị lấy super được không? À, vàng xanh Mickey, vàng super được không? Vàng super này, vàng super được, hồng hết, hết hồng rồi mấy chị ơi. Em còn xanh thôi, em còn xanh thôi, vàng xanh Kim Liên hết, còn xanh hết vàng, vàng super xanh Mickey được không mấy chị? Nè chị nào ưng thì ghi cho em nè, chị nào ưng thì ghi cho em đen 48 cho Tuyết Vân em. Không có chị ơi. Rồi đệ vàng super xanh Mickey, vàng super xanh Mickey chị nào ưng lên giùm em ạ. Không, hồng vàng hết. Tuyết Vân em một cái vàng nè, và một cái xanh cho Tuyết Vân nè em. Một cái vàng, một cái xanh cho Tuyết Vân nè. Nè Tuyết Vân một vàng, một xanh nè em. Tuyết Vân một vàng, một xanh nè. Rồi mấy chị ghi chị em là vàng super xanh Mickey nha mấy chị nha. Vàng super xanh Mickey dùm chị em. Đưa hai điêu nhưng mà một cái điên. Không có nha chị ơi, 48 kg à. Rồi em lên cho mấy chế cái con này nè mấy chị. Quá trời đẹp luôn rồi, quá trời xuất sắc luôn rồi. Cái này là hàng crop top màu trắng nha mấy chị, xả luôn 55.000 từ 40 kg cho tới 55 kg. Hàng crop top. Ô cái mùa này mấy ba mặc chứ làm mấy cái áo này là cái nấy. Quá trời sướng luôn à, quá trời sướng rồi. 40 kg tới 55 kg dùm cho em. Em 55 kg này mấy chị. Trời ơi, quá trời sướng luôn mọi người ơi. Trắng trắng lên cho em. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Trời ơi, 55.000 thôi, hàng của Bina luôn. Chết đi, xỉu luôn á. Ai dễ thương quá ha. Đi mặt nó mát, giả mang luôn. Văn Đinh trắng 55. 55 nha hà, cái này không lấy vàng hả? Tiết Văn bỏ vàng rồi, không lấy vàng em. Trắng 50 cho Phước Thấm Lê nè. Tiết Văn bỏ vàng rồi nha. Bỏ vàng là màu gì? Rồi nè, Phước Thấm bước lên một cái nè, Nguyễn Thùy Vân một cái là hai cái rồi đúng không? Rồi Văn Đinh một cái nè, Úc Hiền một cái nè, Trần Bích Dương một cái nè, Tạ Thị Thu Hiền một cái nè, Hoa Lê một cái nè, Băng Băng một cái nè, Gạo Gạo một cái nè, Mỹ Trinh Nguyễn một cái nè. 55.000 rồi nha hà, 55 nha hà. Năm bốn cho Hà Tâm một cái rồi hết, tới 54 cho Hà Tâm luôn, 4 Hà Tâm đi, cái Hà Tâm đi, Hà Tâm chưa hà, rồi hết, hết rồi mấy chế ơi, hết, rồi xám em còn xám, xám. Chị nào ưng xám lên xám giùm em. Vô xám lên liền, xám có mấy cái hai cái đây. Xám. Xám 55 lên cho em, xám 55 cũng từ 40 kg cho tới 55 kg. Xám 55 chị nào ưng lên giùm em. Xám 55 chị nào ưng xám lên xám giùm em. Xám 55, xám 55 nha mấy chị nha. Xám 55 chị nào ưng xám lên xám giùm em ha. Xám 55 này. Xám cho Văn Đinh 55 này. Xám cho Út Hiền 55 này. Xám Kim Loan nè. Ừ, Kim Loan này, rồi hết, tới Kim Loan thôi nha hà, bấm đi, tới Kim Loan thôi, hết rồi mấy chị ơi, hết rồi. Bỏ lại đây nữa, hết đấy. Đấy, đúng rồi. Cái gì đây vậy? Banana. Banana.
chuối 53kg tới 62kg, chuối xanh 53 tới 62 55 ngàn luôn. Chuối xanh 53 tới 62 55 ngàn. Chuối xanh 53 tới 62 55 ngàn. Chuối xanh 53 tới 62 55 ngàn. Chị nào ơn chuối xanh lên giùm em chuối xanh nha. Chuối. Chuối xanh 53 cho tới 62 55 ngàn. Chị nào ơn lên giùm chị em chuối xanh. Chuối nha mấy chị nha, 53 tới 62 55 ngàn. Chị nào ơn chuối lên chuối giùm em. Chuối xanh 53 nha mấy chị nha, chuối xanh cho chị Tươi nhịn 60. Chuối xanh 53 tới 62 55 ngàn, chị nào ơn chuối lên chuối giùm em. Hạnh cần luôn, mấy chị đặt hàng lên số ký nha. Rồi, mà má nè, màu cam. Chuối cam 53 tới 62 55 ngàn, hết rồi mấy chị. Gửi chị em chuối cam 53 tới 62 55 ngàn. 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 Chuối cam nha mấy chị nha, 53 tới 62 55 ngàn. Chị nào ơn chuối cam lên cho em chuối cam. Chuối cam 55 cho chị Thanh Hương. Rồi chị nào ơn chuối lên cho em chuối luôn. Ồ đẹp quá. Chữ V cho chị Huỳnh Thị Thùy Trang em. Thanh Hương với lại Huỳnh Thị Thùy Trang. À không, chuối xanh rồi. Chị chuối cam cho chị Hoàng An. Ok chị Hoàng An này, hết chuối xanh rồi nha mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy làm em ạ. Rồi mẫu này chữ áo chữ. Áo chữ nha mấy chị nha. Áo chữ 40kg tới 51kg 45 ngàn. Chữ vàng 40kg tới 51 45 ngàn. Chữ vàng 40kg tới 51. Chữ vàng 40kg tới 51. Chữ vàng 40kg cho tới 51 nha mấy chị nha, chữ vàng 40kg tới 51. Rồi nha mấy chị nha, chữ vàng 40kg tới 51 ạ. Chị nào ơn chữ vàng lên cho em chữ vàng. 40kg cho tới 51. 45 ngàn là rẻ quá trời luôn. Rồi Mỹ Trinh Nguyễn. Rồi chị nào lấy lên đơn nha. Gu xì vàng 40kg tới 40kg cho tới 48 và 50 cho tới 53. Chữ vàng cho chị Hương My Nguyễn, Hoàng My Nguyễn luôn. Hoàng My Nguyễn lên số điện thoại. Rồi nha mấy chị nha. Rồi, cái này là gu xì vàng 40kg cho tới 48 và 50kg cho tới 53. Chị nào ơn ghi chị em gu xì vàng 40kg tới 48 và 50kg cho tới 53. Chị nào ơn lên giùm em ha. Chị nào ơn lên giùm em nói chị nha. Mệt mỏi dữ không? Ô. Chữ vàng hết. Gu xì nha mấy chị nha. Gu xì cho chị Tiết Ngô nè, 53 nè. Gu xì em còn 40kg cho tới 51 nha mấy chị. Nó còn được một cái nè. 40kg tới 51. 40kg tới 51. Hả? 45 luôn. Tại mấy chị nha, gu xì 40kg tới 51. Gu xì 40kg tới 51. Chị nào lấy gu xì? Hoàng Ly Nguyễn không có cho số điện thoại hả? Hoàng My Nguyễn đặt hàng không có số điện thoại, chốt cái chị khác ạ. Không có sai lớn chứ ơi. Để ngày mai em đi Thái đi. Ngày mai em đi Thái và em sang hàng nha. Ôi mệt quá. Rồi đỏ bao đẹp luôn. Xỉu luôn. Ồ, đỏ 40kg cho tới 51kg dùm cho em. 52kg. Đỏ nha mấy chị nha. Trời ơi Thúy Phạm kia em. Ừ. Con cái kêu xả đơn đi em. Trời ơi chị tậu dữ trời. Mày thấy không? Cái người đặt không có. Ừ, còn người đặt có rồi con cái xả đơn đi. Trời ơi chán ghê luôn. Mấy chị đặt là mấy chị xác định cho một cái hai cái gì bên em cũng ship mà. 46kg cho Hiền Gấu. Mấy chị đặt mấy chị xác định cho. Nhiều khi mấy chị đặt dễ rồi á hả. Cái người cần không có, cái người mấy chị có rồi. Cái mấy chị này kia nữa. Rồi nhưng mấy chị nha, đỏ, chữ đỏ quá trời quá đất đẹp luôn. 40kg cho tới 51kg dùm cho em. 52kg nha mấy chị. Đây thoải mái á. Em 53kg luôn cũng được nha mấy chị nha. Em 55kg.
Rồi chị nào ưng chữ đỏ lên cho em chữ đỏ nha. Đỏ 45 cho chị Trần Thu Lan. Rồi chị nào ưng đỏ lên đỏ giùm em ạ. Đẹp quá. Em luôn ta. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ưng chữ đỏ lên cho em chữ đỏ ha. Chữ đỏ lên giùm em nha mấy chị nha. Nhiều. Đỏ ấy. Giật mà muốn năm nha, gió quá trời. Rồi, đưa chị cục, cái cục nâu nâu kia, cục gì vậy? Cục nâu nâu kia gì cầm hả? Em like này là em ngưng với chị nha, tối em có like nữa nha mọi người. Tối em sắp xếp đồ mai em đi Thái rồi với chị nha. Ủa, đầm á không nha. Ô dễ thương lắm mấy chứ ơi, đầm cực tông nè. Đó, đầm cực tông nè mấy chứ ơi. Đầm cực tông chữ nha. Nè, lên đinh nè, xuống lên nè. Rồi, những mấy chị ơi, coi giùm em nè. Chô đẹp dữ vậy chợ. Đầm cực tông nha mấy chị nha, dưới 55 kg giùm chị em. 48 tới 55 kg nha mấy chị nha. Đẹp lắm, mặc cho nó mát mấy chị ơi. Đầm cột tông này người ta bán mấy chị 120, 130. Em xả mấy chị luôn 49.000 cái đầm. Kéo xuống rồi. Đó. Này do cái quần của em ở phía sau rồi mấy chị, do em mặc quần riêng nó bự quá. Mấy chị thấy không? Dưới 55 kg đổ lại nha. Xả mới chế luôn 49.000 cái đầm luôn. Quá trời xuất sắc luôn rồi chứ còn gì nữa mấy bà. Chết đi. Đầm 48, 55. 55 hả? Hai cái hả? Hay là gì? Hay một cái hả? Mỹ Trinh đoàn một cái hả? Đầm 55kg cho Hoàng Ân luôn. 55kg là tầm em nha mấy chị nha. Em 55kg á. Em 55kg mấy chị 49k nha hà. 49.000 à. Nè mấy chị nha. 49.000 thôi. Chị ưng lên nhìn cho em. 49.000 thôi, quá trời đẹp luôn. Đầm cột tông nha mấy chị nha. Chắc cột tông. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Trời ơi quá trời đẹp luôn rồi. Đó, 49.000 à nha mấy chị nha. Dưới 55 kg 49.000 thôi. Xả rẻ cho nó hết nha mấy chị nha, 49.000. Chế nó ân lên giùm em ạ, chế nó ân lên giùm em ha. 49k. Nha mấy chị nha, 49k từ 50. Đầm 55 cho chị Văn Lê Phương. 50. Ủa, đẹp lắm. Trời ơi, đầm cột tông mặc mát lắm. Nên mấy chị mặc ở nhà rồi cho nó thoải mái. Đó, mặc ở nhà rồi cho nó thoải mái. Đó, có túi luôn nha mấy chị. Cái này em xả rỉ cho nó hết luôn còn mấy cái. Đó, đẹp lắm. Rồi chị nào ưng đầm lên đầm giùm chị em. Đúng chị. Rồi chị nào ưng đầm lên đầm giùm chị em ạ. Mỹ Trinh tiếp là hai đầm, một cái 48 gì. Để thêm một cái nữa. Rồi những chị nào lại lên mình đi. Em ơi, thức toàn đêm này mình đồng dây vực. Rồi. Thử xuống lại. À, đưa em xả cái quần lễ rồi. Tao nói tao kêu mày xả từ đầu like đi, mày không chịu. Hả? 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 Mình biến lắm. Cho mày mai mình nghỉ ngay ạ. Cho mày mai. Đầm cho chị Hiền Gấu. Này, chị Hiền Gấu thôi. Dạ. Ok. Mai mấy chị gặp em màng màng. Nó đi buồn gì. Nó đi buồn. Buồn sao mà lỗ 40 triệu. Rất là ok luôn. Đi buồn rất là ok luôn. Tính ra tao thành công không à, mày thấy chưa.
chị cũng lỗ đấy. Nhưng mà hả, tao ít ra tao không có lỗ như mày. Mày lỗ hàng 40 triệu. Đi lỗ em mặn rồi luôn. Không có đâu Liên Đinh ơi. Quấn lộn nhìn cá ta. Nhìn chỗ bán á, bảy con mấy cái nó lại là quấn năm bảy, chị bì luôn. Mấy tía ơi, có cái quần này, quần Thái. Tha từ bên Thái gì à? Quần này mấy bữa em bán mấy chiếc 39.000 cái giá sale. Bây giờ em xả cho mấy chị luôn. Nha, nhanh gọn lẹ đi. 25.000 cái. Còn mấy cái bán luôn không cho chọn màu. Bây giờ cứ 25.000 cái, 10 cái có 250 thôi. Không cho chọn màu. Không cho chọn màu bởi vì quá lỗ rồi, không cho chọn màu nữa. Thứ nhất này mấy chị, thứ nhất này, một cái một màu, hai cái hai màu, ba cái ba màu, bốn cái bốn màu, năm cái năm màu. Nhưng mà mấy chị ơi, em nói mấy chị nghe nè, chị nào có con á, nha mấy chị nha. Nè mấy chị, mấy chị nào lấy, ví dụ như mấy chị nào mà có con gái á, từ 30kg cho tới 40kg mấy chị mua nè. Còn nữ mình á là từ 40 cho tới như em á là em. Bé gái nha, bé gái nha mấy chị. Ê cái này bé trai cũng được mà. Ê gì cho mấy cái trang sơn mặt coi. Nè mấy chứ ơi, em 55kg cho nên mà cái quần này nó còn vừa, có tầm 57kg đô lại. Hoặc là chị nào mông to mông bự quá thì 55kg đô lại nha mấy chị nha. Nè em mặc là em cái quần của em nó bự lắm á mấy chị. Rồi cứ hai cái hai màu, ba cái ba màu, bốn cái bốn màu, năm cái năm màu, sáu cái sáu màu. Không cho chọn màu nha mọi người ơi, tại vì lỗ lắm rồi, không cho chọn màu. Cái này mấy chị cũng mua cho bé trai cũng được, nhưng mà bé trai tầm 30 tới 35kg thôi. Bé trai tầm 30 tới 35kg cho con mặc. Ôi vậy em để mấy cái cho sơn em nó mặc dưới. Ê, cái quần này nè. Hãy bỏ mấy cái cho sơn mặc cái mày. Không cái nào ế nó mặc. Rồi mấy chị nha. À nha, quần hai quần 50. À chị Lê Kiều Xuân lên số ký với em nha. Hai quần 50 ok chị luôn nè. Hai quần 50 này em cho chị Khơi Trần nè. Rồi mấy chị đặt hàng quần lên quần giùm chị em nha mấy chị nha. Quần nha mấy chị nha. 25.000 cái chị nào ơn lên giùm em ạ. À. Mấy chị đặt quần lên cho em số ký cho mấy chị nha. Em mấy cái ra thằng con em có mặc được, thằng con em 30kg. Rồi nha mấy chị nha, em cho chị Mỹ Đinh luôn nè. Mỹ Đinh hai quần nè. Mỹ Đinh hai quần nè. Rồi nha mấy chị nha, thêm hai quần 50kg. Ủa vậy là Kiều Xuân là thành 4 quần hả? Ủa Kiều Xuân là thành 4 quần hả? Phải không? Kiều Xuân thành 4 quần hả? Nè thêm mà. À Kiều Xuân là thành 4 quần nè em. Kiều Xuân thành 4 quần nè. À, hai quần 47kg ok luôn. Hai quần 47 cho Hoa Nguyễn nè. Hai quần 47 cho Hoa Nguyễn nè. Ba quần 48kg ok luôn. Ba quần 48kg cho Phạm Hoài Thu nè. Có 25.000 quần chết đi nó lỗ. Bán chuyện vọng gơ quá. À, ba quần 33. Không chị, nó có một size nha chị, tính hoàn chị ưng là chị lấy thôi nha. Nó có một size thôi nha chị, nó có một size à, nó không phải nó có size có ơ được gì đâu, nó có một size thôi. Mình mua gì cho con mình mặc vậy thôi chị. Chứ ý em là em nói vậy đó. Chị tính hoàn nè em, ba quần nè. Cái đó là xanh đen chứ phải đen chị. À đen không có cho chọn màu mới chứ ơi. 4 quần 50kg đó em, giờ ok chị, quần 4 cái ok mấy chị luôn. Không chọn màu nha mấy chị nha. Nè 4 quần cho chị Tuyền Trần nè. 4 quần cho chị Tuyền Trần nè. 4 quần cho chị Tuyền Trần. Mấy bà cứ comment đi, tự ý mấy bà đi. Hai quần 30 nè. 30kg là ví dụ như cho con trai mình hay là này kia thôi nha mấy chị nha. Nói chung là tự mấy bà biết luôn.
em thấy cái này con em mặc được thì tôi nói gì thôi, chứ còn cái này là cho nữ mình nha. Quần 38 là gì? Ba cái 50kg cho Liên Đinh này. Ba cái 50kg cho Liên Đinh này. Liên Đinh này. Hai quần 50kg cho Hồng Hoa này. Hai quần 50kg cho Hồng Hoa này. Đưa chị màu hồng nè con. Trời ơi cái màu hồng dễ thương dữ trời. Đưa chị mấy cái màu hồng nữa. Bốn quần 50 cho chị Hoa Lê này. Bốn quần 50 cho chị Hoa Lê. Không cho chọn màu nhưng sẽ lỗ quá mới chưa. Trời ơi mặc nhà cho thoải mái cho chị Hoa Lê nè. Không chọn màu nha. Thu thu bốn quần tiếp nhung chọn màu không chốt rồi. Chị nào chọn màu không chốt được nha mấy chị. Thu thu tóc nào lấy cái đó đi chứ ơi. Bốn quần cho Thu Thu này. Bốn quần bấm chị kêu tao bấm cái đó nha. Thu Thu này. Thu Thu hả? Ừ. Hai quần 48 này. Hai quần 48 này. Bùi Ngọc Diễm Bùi này. Mai Võ 4 quần này. Bốn quần cho Mai Võ Diễm Bùi nè em. Nhưng mà dưới 55kg thôi nha mấy chị nha. Trần Thu Lan hai quần 38. Hai quần 38 nè. Cho Trần Thu Lan nè. Có 25.000 cái mấy chị ơi. Mặc cho thoải mái. Ba quần 50 nè. Rồi. Ba quần 50 nè em. Hết rồi, giờ nó cũng lễ màu rồi. Ba quần 50 cho Nguyễn Thị Thanh Vân nè. Rồi ok. Ba quần cho Tuyết Nhung nè em. Ba quần cho Tuyết Nhung nè. Bốn quần cho Bích Trai nè. Bốn quần cho Bích Trai nè. Võ Lan, Võ Lan nè. Bốn quần cho Bích Trai, Võ Lan, Võ Lan 35kg nè. Chắc 4 giờ quá. Sao cá viên chiên ơi. Quốc Duy cho Bích Trai hả? Mấy chị cứ nếu mà cho Bích Trai mấy chị nhớ nói em Bích Trai để em biết ngoài em chỉnh cái màu đừng lấy màu hồng nha. Có màu hồng là nữ mình mặc thôi. Mấy chị này chứ còn mấy màu còn lại là Bích Trai, Bích Gái đều được hết. Chị 4 quần hả? Quốc Huy 1 2 3 bốn quần nè. Bốn quần 35kg cho Quốc Di nè. 25 mà chị à, Thư Mai Mai ơi. 25.000 một quần à. Bảo An hai quần nè. Bảo An hai quần nè. Rồi mấy chị nha. Chị nào ăn nữa lên giùm em. Tôi ưu tiên cái bài trước của con tôi, cái nào ế thì cho con nó mặc. Trời ơi, mặc cái đó thoải mái, mặc cái là mấy cái áo thun không mấy chị à. Mặc cái như này thoải mái. Nè, chị thấy không? Còn nữ mình ở từ 40kg cho tới 55kg. Bốn quần 50kg cho bé trai 50kg không có hàng chị. Nữ mình 50 được, bé trai 50kg không vừa. 50kg bé trai đâu có vừa chị. Không có 28 đâu em ơi. Rồi mấy chị nha, chị nó ân lên em xả có 40 25.000. Ồ.
thang lần mà bữa nay nó cũng hết sale mấy chị. Giờ nay nó sale nó tới 45.000 cái. Thôi chứ sao lấy. Giờ cho nên không lấy nữa. Có còn nhiêu đây thôi nha mấy chị. Em còn bao nhiêu đây thôi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Thu Hương Lê hả? Hai quân hả? 50 ok chị. Màu nào cũng được. Hai cái của chị Thu Hương Lê em. Nữ 40 ok chị luôn. Cho chị ủa một cái hả? Hai cái hả? Trần Đức Dương. Trời ơi hai cái 50.000 tiền cước hết như em lộn quần đó ra lại. Trời ơi. Đây nha mấy chị nha, chị nợ ơn nữa lên em ha. Có như em 25.000 đang ngủ. Rồi nha mấy chị nha. Chị nợ ơn nè, cho em mặc ở trong là một cái quần đùi jean to mấy chị. Không vừa đâu em ơi. Bé trai á là đã có nói rồi mà, nếu mà bé trai thì tầm 30 tới 35 thôi, tại bé nó mặc nó phải rộng thùng thình ra. Còn bé gái thì cỡ tầm 40 50 thì cũng được đi, nữ mình 40 cho tới 50 55 56 kg đô lại được luôn. Nhưng mà bé trai thì tầm 40 30 cho tới 35 thôi, tại nó mặc nó còn thoải mái thôi chứ. Tại con trai mặc cái ống nó phải rộng ra, đít tục phải du ra đó, mấy chị nha. Cho nên là ai mà biết trai thì cỡ tầm đó thôi nha mấy chị, biết trai cỡ tầm đó à, không ấy hơn nữa. Thêm hai cái hai màu này đi. Em thêm hai cái là không nhớ hai màu kia màu gì. 25.000 rồi chị à, 25 à. Không cá chứ chị Huệ Nguyễn nói nãy giờ mà chỉ có comment nhiêu đó thì comment luôn á. Ủa không, đọc rồi. Thôi em xuống ai mới chơi. Bye bye, cảm ơn mấy chị nhiều nha. Hẹn mấy chị ngày mai, hẹn mấy chị qua Thái nha mấy chị nha. Mai bắt đầu bung lụa nha mấy chị ơi. Mai là không rẻ là không gì ở Việt Nam nha mấy chị. Ừ không rẻ không gì nha. Bé trai bao nhiêu ký chị? Nếu mà bé trai 50 ký là không vừa thì đừng lấy nha. Nếu mà bé trai 50 ký là không vừa. Mai là không rẻ không gì ở Việt Nam nha mọi người ơi. Nhớ canh like ủng hộ em ha. Nhớ canh like ủng hộ em nha mọi người nha. 50 hả? Ủa chị bao nhiêu ký? Cái trai bao nhiêu ký? Ủa chị biết ca ta bao nhiêu ký vậy chị? Bảo An biết ca bao nhiêu ký? Biết ca bao nhiêu ký chị ơi? Biết trai là tầm 4 ba mấy ký à? 37, 38 ký thì cũng ok đi. Hơn nữa không được đâu. Làm cái gì cũng mò 30 khoảng vậy hay lấy hai cái quần này đi. Không có nha Loan Dương ơi. Không có chọn màu chị. Thôi không chốt luôn chị. Chọn màu là không chốt luôn. Có 25.000 cả. Thôi nha mấy chị nha. Không có chốt luôn vậy. Thôi bye bye mọi người nha. Cảm ơn mấy chị nhiều. Cảm ơn mấy chị nè. Không chị ơi, bữa nay cũng có like, ngày mai đi chị, ngày mai để em qua Thái có thử có, ngày mai em like luôn nha. Ngày mai qua Thái đi, hiểu mà ngày mai có em like luôn, chứ bây giờ là không có hàng nha mấy chị nha, ngày mai ha. Bye bye, cảm ơn mấy chị nhiều ha.